chị nào lấy chốt đơn cho em nè, hết tặng nè, bắt đầu qua mẫu bơ đen nâu với phương có là dán nè, có màu màu xanh men với màu xanh bơ nữa nha. Nè dán nè. Rồi chị nào lấy chốt đơn cho em 115.000 vui vẻ chị em mình ơi, 115.000 57-58 ký đủ giờ dương xăng cho em. Ê sao nó vô thương tâm cái mặt mày ơi. Chị mặt lại. Rồi đợi em chút xíu để em ghi nè. Bơ đen nâu là thảo phân cái nâu có nè, 115.000. Ê coi chừng nhạc bích ban kìa, nhạc bích ban kìa lãng. 115.000 đó nè mọi người ơi. Rồi chị Trang Lê 1656, xin lỗi mọi người trước nha, em có con em cho nên em ấy hơi chậm xíu nha mọi người. Rồi để em chút nè, free size từ 40 cho tới 57-58 ký quay đầu giùm em. Rồi chị Trang Lê 115 nè. Đó mấy bà coi con online giùm tôi đi nè mấy bác. Xanh mi là Nguyễn Vy Hồng Ngọc có nè, xanh mi là màu này bạc hà cực kỳ. Mẹ đang ghi á. Rồi mẹ xíu nha. Rồi Nguyễn Vy Hồng Ngọc có đơn nè. Rồi chị Jo Ngô lấy đen có nè. Em đọc từ từ cho mọi người nghe nha, coi chừng đổ cái đó của mẹ nha. Jo Ngô 115, chị Trang Lê có đơn rồi, Thảo Vân có nâu rồi, Ý Nhi Nguyễn có nâu nè. Rồi đóng lại nhanh, nhanh đóng lại nhanh. Rồi Ý Nhi Nguyễn có nâu nè. Rồi chị em chờ em tí, 115.000 đầm bông lúa siêu đẹp luôn. Rồi bơ là Vũ Hoàng Bảo Chân có nè, con né ra cho mọi người coi coi, con đóng lại từ từ đi. Vũ Hoàng Bảo Chân 115 có, Nguyễn Thị Ngọc Thơm có nâu luôn. Nguyễn Thị Ngọc Thơm inbox à, không, hình như có thông tin rồi, em có thông tin rồi. Chị em nào khách mới á mà mới vô mua hàng inbox cho em một dòng số điện thoại, dòng địa chỉ. Rồi Gia Linh là có màu nâu với màu bơ. Rồi em hết màu nâu luôn nha mọi người nha, hết màu nâu luôn. Gia Linh có cái nâu của em luôn là hết rồi nè. Rồi Gia Linh nè, Gia Linh 1070, cái này của em nữa vô nha. Rồi chị nào lấy nữa chốt đơn giùm em, mẫu này hiện tại em hết màu nâu, em còn màu đen, màu bơ, màu xanh min với lại màu màu hồng baby nè mọi người, dễ thương lắm nha. Rồi váy chị đang mặc là 115, đúng rồi, mặc liền luôn người đẹp ơi. Rồi Nhi Nhi 1070 có đơn nè, chị nào có đơn inbox cho em một dòng số điện thoại, dòng địa chỉ nha. Tiên Tiên lấy đen có đơn nè, 3445 có đơn nè. Sao comment nó lên hơi chậm mấy chị em chờ xíu nha, tới lượt liền á, em đọc tới liền. Rồi Tiên Tiên có là xanh bơ, Vũ Hoàng Bảo Trâm có rồi, Ngọc Bích nâu 115 hết rồi người đẹp ơi, còn mấy màu còn lại thôi à. Còn mấy màu còn lại thôi à. Nhật Thủy lấy đen có nè, con né ra đi để rớt. Rồi Nhật Thủy 115 có đơn nè. Rồi Trang Trang 2 nâu, 1 xanh bơ hết nâu, còn có xanh bơ không thôi à. Chị lấy xanh bơ với đen cho mấy Trang nha. Rồi chị lấy xanh bơ với đen cho mấy Trang nha. Rồi dán nè. Con ơi, con đừng có phá nữa cho mấy cô mấy chú đánh con giờ. Rồi Trang Lê có rồi nè, chị Hồ chút hết nâu. Ê lòi slip, em còn đen. Hồ Kim Yến hết nâu rồi người đẹp ơi, em lướt qua comment nâu nha mọi người nha, em còn mấy màu còn lại thôi à. Con đi à, màu bem Khánh Nhung hết rồi, chị hết màu nâu rồi. Rồi chị nào lấy thêm màu nào comment giùm em nha, em hết nâu rồi nha. Vũ Hoàng Bảo Châu chị ghi, Vũ Hoàng Bảo Chân em ghi rồi, chị ghi em rồi. Nguyên Nhật Ly là đen min bơ, vậy là chị có đen đây, đen min bơ đây có. Nguyên Nhật Ly có đơn nha, Nguyên Nhật Ly có đơn nha. Rồi Nguyên Nhật Ly ba cái có là dán nè, đừng có chọc nó nữa quỷ này. Thánh Như lấy đen nè, thế ơi chị còn đen không? Rồi chị hết đen luôn mọi người ơi, em hết đen, em còn xanh men với hồng nha mọi người nha. Xanh men hồng với lại một cái bơ nữa là hết. Rồi Đan Di lấy bơ có là dạng Đan Di inbox giùm số điện thoại địa chỉ, thì vậy là còn xanh men với lại hồng nè mọi người ơi. Rồi bây giờ em lướt qua comment hết, cho nên chị nào mà lấy Nhi Hana lấy xanh men có nè, không đừng có lướt. Nhi Hana có xanh men nè. Rồi chị nào lấy chốt đơn giùm em, chị nào lấy lại màu xanh men với màu hồng chốt đơn giùm em nha. Chị nào lấy hồng xinh min chốt giùm em nha, chứ giờ em hết mấy màu kia rồi. Màu hồng nè mọi người, màu hồng xinh không mọi người, quá trời dễ thương luôn. Rồi với lại màu xanh min, chị nào lấy chốt đơn. Rồi Gia Linh thêm xanh min có nè. Rồi Gia Linh có xanh min nè, 115.000 thôi mọi người ơi, 115.000.
phá gì mà ra. Rồi em còn 4 cái nâu với lại 2 cái hồng. Để đây với mẹ, ở đây với mẹ. Đây chị nào lấy nửa chốt đơn giùm em nha. Mẫu này còn nhiêu đây nha, chị em còn thấy em không chị em ơi? Chị em còn thấy em không? Mẫu này em còn màu hồng với màu xanh biếc nha. Rồi đợi em chút xíu. Mấy bà ơi, bị lắc quá hay sao mấy bà? Bị lắc quá không? Nằm chị mặc là 115.000, từ 40kg cho đến 57-58kg đổ lại vừa nha. Rồi bây giờ chị chỉ còn có màu xanh này với lại màu hồng baby. Màu xanh với màu hồng nha mọi người. Màu xanh lên mát cũng mắc dữ lắm. Chị nào lấy thì chốt đơn giùm em để em cột lại đóng này, bắt đầu qua mẫu ha mọi người ha. Rồi chị nào mà khách mới mà mới vô mà chưa có biết cách chốt đơn thì mấy chị cứ chốt thoải mái lên giùm em cái số điện thoại để cho app nó lưu. Xong rồi á, xíu nữa mình xong á, mình ra mình inbox cho em một dòng số điện thoại, dòng địa chỉ trong tin nhắn là ok. Trong cái phần tin nhắn nha, chứ bên em không gọi điện chốt đơn mà cũng không nhắn tin trước với khách được. Tại vì Facebook không cho nhắn tin cho người mới đằng tay dài hả? Tại vì đang mùa hè nên chưa có đằng tay dài em. Rồi lên mẫu khác giùm em luôn nè, đưa em cái màu xanh bơ đây. Rồi qua mẫu giùm em nha, qua mẫu giùm em nè mọi người. Em đợi mẹ nha. Rồi em lên mẫu này nha. Dạ chuyển khoản, à, chị khỏi chuyển khoản chị, để tới lúc mà tính tiền xong á rồi em nhắn tiền cho chị. Nha, em nhắn tiền cho chị chuyển khoản sao? Rồi ra đường. Rồi bà nào lấy mẫu này tiếp tục lên, em lên mẫu này cho mọi người coi nha. Mẫu này hàng hot girl. Mẫu này là hàng hot girl. Lấy thì mang mẫu này.
xin hỏi địa chỉ nha. Rồi cái chị tiếng Trung Quốc này là em ghi, em không biết ghi tên chị sao ta. Xíu nữa chị inbox trước em nha, bên em không gọi điện chốt đơn chứ lại em không biết tìm ra cái Facebook của chị đâu. Số đuôi là 8289 nha. Thấy màu bơ đúng không? Em ghi là chị Trung Quốc. Em mới biết, sorry chị nha, tại em không biết ghi tiếng Trung Quốc á. 8289. Rồi mấy chị inbox trước cho em nha mấy chị nha. Ngô có bơ nè. Ngọc Hồng Ngô có bơ nè, rồi chị đợi em xíu nha. Rồi Ngọc Hồng Ngô có bơ 119 nè. Rồi Ngọc Anh nè, Ngọc Anh 6736 nè, Ngọc Anh 6736 có đơn cho em thêm bơ đi. Đưa hết bơ đây. Em còn mấy màu khác nữa nha mọi người ơi, chốt mấy màu khác giùm em với. Chị lấy trắng inbox cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha chị gái. Thương
hay nhiêu cho mấy chị mới nữa, tội nghiệp em. Chứ còn hàng dữ lắm, nguyên set này là 119.000, siêu xịn luôn, bao hàng hot girl tát mặt cho mọi người luôn. Đây, em còn 3 màu, màu vàng, màu vàng, màu nâu, màu trắng. Đừng có lên tiếng rồi, màu vàng, màu nâu, màu trắng nha, 119.000. Từ 40 cho tới 5, ơi lộn, từ 40 cho tới 58kg đúng rồi. Từ 40 tới 58kg đổ về, siêu xịn luôn. Chị em nào quên, nãy quên báo. Chị em nào trên mét 62, trên mét 65 rồi á, 60kg mặc vừa nha. Chị nào lấy chốt đơn giùm em mẫu này, 119.000, 3 màu. Màu lá mạ, màu trắng, màu nâu là hết nha. Màu lá mạ, màu trắng, màu nâu là hết. Cái phần này em có may lại cho chị em, không có sợ bị lộ hàng ha. Rất xinh luôn, rất xinh, xinh xỉu luôn mọi người ơi. Đó, Thương Nguyễn có nâu rồi, Thương Nguyễn có nâu rồi nha. Set chị đang mặc là còn 3 màu, màu nâu, màu vàng với lại màu trắng nha mọi người. Nâu vàng trắng em vẫn còn nha người đẹp nha. Nâu vàng trắng nguyên set luôn mọi người ơi. Tại giờ em đang đứng gần quá, đây em không có đứng ra xa được cho mọi người, tại em hết chỗ đằng sau rồi. Bây giờ mọi người coi đỡ nha. Đó, em đứng gần vậy cho mọi người coi vải rồi này kia luôn, xinh lắm. Rồi bà nào lấy chốt đơn liền tay cho em mẫu này, còn 3 màu. Màu lá mạ nè, màu lá mạ lên xinh cực kỳ, màu trắng với lại màu nâu. Chốt đơn luôn cho em xong để em qua mẫu nha mọi người nha. Chị Kim xíu lưu đủ màu có luôn. Rồi chị nào lấy nữa chốt đơn. Ê em còn cái bơ nè, em còn một cái bơ lọt lại nè. Bà nào lấy bơ chốt bơ cho em nè. Ấy quên lộn, chốt với chị Kim xíu lưu luôn xong. Rồi quên á, em quên, xin lỗi nha, lỗi em. Rồi đây xong, em hết bơ, quên, hết bơ rồi. Rồi em còn lá mạ xinh lắm nè. Rồi Minh Châu lấy trắng có đơn. Minh Châu inbox số điện thoại địa chỉ giùm mình nha người đẹp nha. Đây Minh Châu nè, inbox số điện thoại địa chỉ giùm em nha chị gái nha, 0375 nè. Em không có gọi điện mà cũng không có chốt đơn, em không nhắn tin chốt đơn trước được nha, tại Facebook giờ hết cho rồi, báo cho mấy chị mới đó. Lục Vi 119 có trắng nè, 119.000 luôn. Em na hết cơn người đẹp ơi, đổi làm chị được không? Xét nào như vậy còn nhiều, có bao nhiêu mẫu em lên hết cho mọi người, em không giấu giếm hết trơn á. Rồi số lượng em còn ở nhiêu đây nữa hết. Rồi Nhi Tô có trắng inbox chị số điện thoại địa chỉ, không sao dán vú rồi, không có lộ vú đâu người yêu ơi. Rồi Nhi Tô có nè, chị em gái nào có đơn báo lại inbox số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu này em còn 3 màu thôi, màu lá mạ, màu nâu, màu trắng. Màu lá mạ, màu nâu, màu trắng. Nâu này nâu cà phê, bạc nâu bạc xỉu nè, đẹp lắm, nâu bạc xỉu nha. Đó, sếp chị đang mang là 119.000, còn 3 màu cô gái ơi. Màu lá mạ nè, màu nâu với màu trắng nha cô gái ơi. Đó, màu lá mạ, màu nâu, màu trắng. Đầm body đầu lá. Còn bơ để em, ok nè. Rồi Ngọc Thảo với lại chị chốt bơ cho Ngọc Thảo với lại, tại vì cái này sĩ mới nhắn tin xả ra nè. Ngọc Thảo với em Na nha. Rồi là chị hết bơ, Ngọc Thảo với em Na nè, nhắn nãy giờ rồi. Rồi em còn bao nhiêu đó nha mọi người ơi. Rồi bà nào lấy nổ chốt đơn giùm em. Tố Trinh lấy nâu có nè, Tố Trinh inbox số điện thoại địa chỉ nè. Thấy là Nguyễn Hồ Phương Thảo mà tại vì em nhắn sau mấy chị em gái đó đó, cho nên là chị chưa chốt được á. Rồi Tố Trinh có nè, Tố Trinh có đơn nha, 119 nè. Mắc công phiền người ta nữa. Đâu có cần coi đó, anh để yên nó đi. Chừng nào không được thì em ấy. My Trần inbox cho em, cho em cái số điện thoại luôn nha chị gái ơi. My Trần có nâu nè, inbox cho em số điện thoại địa chỉ nha. Chị My Trần yên ngắn nè. Rồi Hân Di lấy nâu có nè. Rồi rồi chị My Trần em thấy số điện thoại rồi nha, để em lưu lại luôn. Rồi Hân Di có nè. Rồi số lượng em gần hết rồi mọi người ơi. Số lượng em gần hết rồi, còn nhiêu đây thôi nè. Còn có nhiêu đó rồi là hết luôn á. Minh Châu có nâu rồi người đẹp ơi. Minh Châu nãy chị ghi rồi, chị nào thêm thì ghi thêm giùm em nha. Bắt đầu em qua mẫu nè. Minh Châu 40375 á, hình như chị thấy chị ghi nâu rồi đó nha. Ở chuẩn bị dư á, quần co giãn nhiều luôn người đẹp. Đây quần nè mấy chị, một mình em chui vô giường cái ống cho mọi người coi được ha. Đó ok không mọi người, test luôn cho mọi người coi, tại vì em like đơn giản á mọi người ơi nha. Em like đơn giản á, em đơn với lại em like liền cho mọi người, không có gọi là sao ta, không có tạo dáng tạo ơ gì đó cho mọi người coi trước vậy á. Rồi bắt đầu em lên cái giặt ly này đó nha. Nãy em cầm mặt à, thêm thì nhớ ghi thêm nha, để chị tưởng là có rồi cái gì không trễ á là mình hụt quá. Rồi Ngọc Bích lấy nâu có nè, Ngọc Bích inbox số điện thoại địa chỉ giùm mình nha người yêu nha. Bạn nào lấy thêm chút
tặng màu vàng để cho nó rực rỡ. Tặng màu vàng cho mọi người coi ha. Rồi cái này là đầm dập ly cho em hay sao á, đầm dập ly nha. Chị em nào có đơn inbox cho em số điện thoại địa chỉ luôn. Đây đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, dập ly mọi người ơi. Dập ly về rồi mọi người ơi, xin vô mọi người. Dập ly xuất sắc luôn, kèm một cái dây beo cột lại ở đây cho em nè. Đó, một cái dây beo cột ngang cái ngang bụng luôn cho em nè mọi người. Rồi đợi em xíu để em thay cho mọi người nha. Mẫu này là có bao nhiêu đây màu? Cái màu ở đây mọi người nhìn trước giùm em để em đi thay đồ cái đã. Em vừa coi con vừa làm á thì mọi người thông cảm giùm em xíu hôm nay nha. Rồi đầm dập ly cho em 115.000 vui vẻ chị em mình luôn. Bán 115.000 vui vẻ chị em mình luôn. Từ 40 tới 60 kg vui vẻ luôn ha. Đó, free size cho em từ 40 tới 60 kg vui vẻ chị em mình luôn. Đơn giản dễ hiểu. Đây, nếu mà mặc á em chưa có, em bị ngược tay nha, em chưa có cột đằng sau lưng được nha. Đây để em đứng xa xa cho mọi người coi. Rồi. Hà Nguyễn ấy nâu 119 có đơn là chị đợi em xíu nha. Bà nào lấy 119 nữa thì cứ chốt đơn 119 cho em để bắt đầu em qua mẫu nè. Hôm nay em hơi lụp chụp, mấy chị biết sao không? Có mình em làm mà. Không ai phụ coi sao tới hết trơn á. Đây, ship Đắk Lắk. Ship Đắk Lắk là mấy chị coi giùm em trên giao hàng tiết kiệm á, nó báo bao nhiêu á là mình được bao nhiêu. Đó, mẫu này nó sẽ dài vậy luôn. Nó sẽ dài tới đây. Nha mọi người nha, qua đầu gối tí xíu. Đó, qua đầu em 1m6 nha mọi người nha. Đó, nó kèm theo một cái cùng màu, cùng vải như vậy. Thì mình tự mình buộc cái chỗ này lại, hình cái nơ, cái ơ gì đó. Mấy chị muốn buộc hình gì, con công, con phượng gì ở đây cũng được hết. Đó, dễ thương không mọi người? Xinh không mọi người? Xinh quá trời xinh luôn. Xinh giả mang luôn. Mà mọi người, cái này em chưa có gài được đằng sau. Nếu mà gài lại được cái cổ này á, nó sẽ khép vô vậy nè. Đó, nó khép vô vậy, rất là xinh. Được không mọi người? Ok ha mọi người ha. Từ 40kg cho tới 60kg giùm em. 115.000. 115.000 cái đầm siêu xịn. Có màu xanh lá, màu đen, màu vàng em đang mặc nè. Rồi màu hồng nè. Màu hồng đậm, rồi có nhiêu đó màu thôi. Chị nào lấy chốt đơn cho em. Đặng Nguyên. Chốt inbox. Ok chị Đặng Nguyên. Ok. Rồi đợi em xíu đem đi cái này cho chị Đặng Nguyên cái này nha. Rồi bắt đầu em chốt hàng. Nhiên An lấy gì vậy Nhiên An ơi? Đó, nguyên cái đầm này bán cho mấy chị nhiêu? Có 115.000 xịn vô mọi người. Xịn sò chưa? Đầm ba lỗ thun lạnh. À, đầm ba lỗ thun lạnh chưa về lại chị gái ơi. Rồi đợi em tí để em ấy này cho bé, bé. Giờ để riêng đi chứ giờ chị hết ấy nổi. Rồi để cho bé thun nè. Rồi chị nào lấy nổi chốt sơn giùm em mẫu này nha. Rồi đợi em lấy ra hết rồi đó. Em còn em một mẫu này em cắt được có 3 cục mà mọi người. Mẫu này em cắt được có 3 cục là hết nha. Cho nên số lượng có hạn nha mọi người nha. Bộ đầu em mặc là còn màu hồng baby với lại màu xanh min. Màu hồng baby với lại màu xanh bạc hà nè. Đó. Rồi chị Ngọc Anh lấy vàng có nè. Ngọc Anh không giấu lên giùm em, kèm với số điện thoại luôn nha chị gái nha. Kèm số điện thoại giùm em luôn. Rồi bà nào lấy chốt đơn giùm em nè. Ngọc Anh không giấu nè, 115 có đơn nè. Đầm vàng là Nguyễn Huỳnh Phương Thúy có đơn nè. Thanh Thanh Nguyễn lấy đen có đơn, chị em nhớ kèm số điện thoại giùm em. Nguyễn Huỳnh Phương Thúy có đơn nè.
ơi. Tại vì mấy chị em biết sao không? Em bóp thẳng vô giá sản phẩm luôn mọi người. Em bóp thẳng vô giá sản phẩm luôn. Nhi ngang lấy gì ạ? Đầm thun xanh. Đầm thun xanh nào là Nhi ngang? Chết mẹ em, sao nước chuột rồi? Sao tới? Đầm thun xanh nào vậy ta? Lê Thị Minh Uyên lấy xanh lá có nè. Lê Thị Minh Uyên có xanh lá nè. Con đừng có phá nha, mẹ đang nỉ con luôn á. Xếp nâu kim giếng đi rồi, xếp chút lễ không kịp rồi. Ngọc Anh 115 có đơn rồi nha chị nha. Đầm xanh lá chị Huỳnh Ba Khía có nè. Rồi chị nào lấy chốt đơn giùm em mẫu này 115 ngàn thôi mấy chị ơi, từ 40-60kg nha. Hoàng Thu Lệ đen có nè. Chị Hoàng Thu Lệ cho em cái số điện thoại luôn chị gái ơi. Cho em cái số điện thoại rồi inbox số điện thoại đi chị. Mẹ nó sao đứt, đứt con chuột rồi ta. Rồi chị nào lấy nữa chốt đơn nha. Em có rồi nha người đẹp nha. Em có rồi nha Quỳnh Rô. Liễu Châu lấy đầm chị mặc là màu vàng nha. Mẫu em đang mặc là màu vàng bơ đó mọi người. Dễ thương lắm. 115 mà mọi người ơi. Xét trên ghế vàng trắng. Xét trên ghế vàng trắng có đơn. Rồi Quỳnh Rô có đơn. Chị em nào lấy chốt đơn là em để bắt đầu comment nó nhảy lên là em đọc rồi mọi người nha. Quỳnh Ba Khía lấy xanh lá có rồi. Rồi chị em quá mệt, thông cảm em nha. Rồi mẫu này cho em từ 40 cho đến 60kg. Mặt không cần phải dày, mặt bầu bì á thì tháo cái cọng dây này ra rồi mình có cái tủ mình treo cái tủ không ảnh hưởng gì hết. Đây nó sẽ dài thú thai vậy, có ló của bên trong luôn, xinh lắm. Thấy không mọi người? Nó sẽ dài như vậy, xinh dễ thương luôn. Rồi mẫu này đằng sau á là có dài cái này nữa thì nó sẽ sát cái cổ lại như vậy là mấy chị nó thể thành cái yếm xinh lắm chứ không phải nó bè ra đâu. Tại em chưa, em ngược tay em chưa có ấy được nha. Liễu Châu có rồi. Nguyễn Huỳnh Phương Thí lấy thêm cái vàng bơ có đơn. Chị nào lấy thêm comment thêm giùm em. Mẫu này là em có màu hồng đậm, màu vàng, màu đen, màu xanh. Đó. Chị nào lấy chốt đơn giùm em mẫu này nha. Rồi vàng bơ là chốt cho Nguyễn Huỳnh Phương Thí có đơn nè. Chị nào lấy nữa chốt đơn giùm em nha mấy chị nha. 115 ngàn nguyên set. Con ơi, đưa đây cho mẹ làm chứ. Chị giấu vậy. Rồi bà nào lấy chốt đơn cho em nha. Lai hôm qua chưa chốt, chốt inbox nha người đẹp nha, chốt inbox nha. Rồi Liễu Châu có rồi. Rồi bà nào lấy chốt đơn giùm em mẫu này nữa nha, em còn, mẫu này em còn luôn. Mẫu này em còn luôn mấy chị gái ơi, còn nhiều lắm. Có chị nào lấy thêm, chốt thêm giùm em với. Xét đùi đợi em xíu nè, cái con này nó leo tùm lum hết trơn, đang không biết đường mò nó đây nè. Bao đâu rồi, con sẽ tới. Rồi đợi em lên mẫu nha. Cái mẫu set, cái set của chân Ali này em vẫn còn 3 màu nha mọi người nha. Nâu xanh lá mạ, nâu vàng xanh gì cũng được hết á. Vàng lá mạ, xanh lá mạ gì cũng là nói với lại trắng nha mọi người nha. Chị nào lấy chốt đơn cho em. Đây màu hồng đây chị gái. Màu hồng đây. Màu hồng mẫu em đang mặc. Ủa đúng không? Ừ đúng rồi nói đó chị. Màu hồng đậm nha chị nha. Màu hồng đậm, không có cần cộng hay gì hết. Chị em chắc chắn lấy giùm em là được nha. Chị em chắc lấy giùm em là được. Đây mấy chân. Ủa lộn đây mấy gì. Đây xét chị mặc lấy xanh lá. Liễu Châu ghi rồi. Liễu Châu ghi xanh lá rồi. Lấy thêm á thì lấy thêm nha. Đó. Mẫu này của hàng chân Ali nè. Hở ngay chỗ này. Thấy không mọi người? Hở ngay chỗ này. Siêu xịn luôn. Siêu dễ thương luôn. Mẫu này cho em. Chị nào chưa chốt thì chốt liền tay cho em nha. Từ 40 cho tới 58kg. 40-58kg. Màu này là màu lá mạ cho em nè. Ghi là màu vàng cũng được ha. Xét đang 400 hôm qua hết trơn rồi người yêu ơi. Để chị coi nếu mà còn. À không, chị còn về. Nhưng mà cái mẫu không có phải đen đó, mà nó sẽ in hình khác. Nó sẽ thêu hình khác vô. Có lúc về chị like chị báo cho. Rồi Trần Tê Nhi lấy nu có đơn nè. Có nu trắng với lại lá mạ. Nu trắng lá mạ. Chị nào lấy chốt đơn cho em 119 vui vẻ nha. Đúng rồi, con sẽ tới nó giấu rồi mọi người. Tới kìa bút rồi. Rồi Trần Tê Nhi có mà này để bắt đầu em qua mẫu nha mọi người nha. Giá set này là 119, còn giá đầm đang mặc là 115 nha. Rồi Trần Tê Nhi 119 có đơn nè. Đây cái cổng dây này để đâu. Rồi qua mẫu cho em luôn mọi người. Chị em nào lấy đầm em mang mặc nữa thì chốt đâu mà em mới đầm em mang mặc nha. Quá trời đồ vậy.
cái pha này lên lên lại cho mọi người nha, để lên chung với lại áo, để em lên chung với lại áo nha. Mấy body cổ yếm nung nung nào vậy, nung này phải không, nung 1.9 đúng không? Chị vứt cây bút dưới đất, không có rồi, để lấy cây bút này. Rồi em chốt cho chị Lê Trinh cái đầm đen nè, có thêm người chốt nên em phải ngồi xuống em chốt, mọi người thông cảm em xíu nha, tính ra là em nhanh lắm rồi đó. Rồi Lê Trinh có đơn nè chị ơi, đầm là 115.000, set màu nu là Kiều Lê lấy trước nè, rồi Kiều Lê lấy luôn cái set màu nu cuối cùng là hết rồi. Bích Phượng hết nu đổi màu được ông người yêu ơi, chị Kiều Lê có set nè, bây giờ chỉ còn hai màu thôi, màu trắng với là màu lá mạ thôi, trắng với màu lá mạ thôi người yêu ơi, hết màu nu rồi đổi màu được không nha. Mở bộ nu cho em xem bây giờ còn có lá mạ không thôi à nha, lá mạ không thôi, mấy chị em nào mới vô đây mấy chị đáng đợi em chút xíu chứ không á, em cũng nhanh nhanh nhẹn lắm mà, tại vì mấy chị mới vô chưa được coi á, cũng phải cho người ta coi, cũng như đặt tâm lý mấy chị vô á, mấy chị cũng muốn coi đồ người ta cũng phải vô lên hiểu không. Đây nguyên set này hàng chân Ali nha mọi người, xinh lắm, hồi nãy em mặc đầu like nè đó, 119 nha em. Em còn set màu lá mạ với lại màu trắng rất là dễ vệ sinh. Cái vải xốp này là vải xốp hàng nha, vải xốp hàng rất là xinh luôn. Chị nào lấy chốt đơn cho em 119 vui vẻ chị em mình. Váy nu chị mặc đầu like còn màu hồng với là màu xanh min, màu hồng với màu xanh bạc hà nha, còn màu hồng với màu xanh bạc hà thôi. Rồi chị Kiều Lê lấy thêm set trắng có đơn nè, đây để em ghi cho. Rồi chị Kiều Lê có thêm set trắng là Trần Tây Nhi thêm set trắng là chị nào lấy nổi chốt đơn thì em 119 vui vẻ chị em mình thôi. Hàng hết gơ mà em bán có 119.000 thôi. Váy nu chị còn màu hồng baby với lại màu màu bạc hà, 115.000 sale cho mọi người, còn 101 hai màu còn lại, màu bạc hà với lại màu màu hồng baby nha. Rồi cái đầm em đang mặc, đầm em đang mặc là 115.000 luôn mọi người ơi, 115.000 còn đủ màu nha. Đầm này là đầm dập ly cho em, có kèm một cái này để thắt ngang bụng nữa cho nó nhỏ nhỏ, cái này em chưa gài lại lần sau. Rồi mẫu này 115.000, có màu xanh lá, màu hồng, màu đen với màu em mặc, màu xanh lá, màu hồng, màu đen với màu em mặc, được chưa mọi người, xinh giả mang luôn nha. Rồi chị Ngọc Anh lấy hồng 115 có nè, rồi chị Ngọc Anh Trung Quốc nè, rồi 115.000, bạn nào lấy chốt đơn cho em nha. Rồi bắt đầu em lên mẫu tiếp cho mọi người coi nè, em quá trời mệt, tí em còn một cái màu màu nâu nữa nè, em còn cái nâu này để chốt cho ai nè, màu nâu hồi nãy chị nào lấy là Bích Phượng 0909 có đơn nha. Bích Phượng 0909 có đơn nha cô gái nha. Rồi là chính xác mới hết màu nâu nè, bây giờ mới hết màu nâu, còn lại là màu trắng với lại màu màu trắng với lại màu màu này thôi. Giao không kịp chút lễ rồi, con sa tế thì sợ nó té thôi chứ nó ngồi yên không có được. Rồi bắt đầu em qua mẫu khác cho mặt cho mọi người coi nè, đừng coi, bởi em sợ nó té không mà, bởi vì em mới lụp chụp đó mọi người. Đầm dây hồng 115 em ghi à, em ghi cho chị rồi nha. Nãy gì vậy ta, đợi em xíu em coi nãy gì, mắc cũng mắc tiền quá trời mà không biết áo hay gì, để xíu nữa lên. Ôi cái này cái đầm body, cái đầm body mọi người coi không, mọi người thấy không, cái tay em bóc hay không, bóc ngay cái lỗi luôn mấy má, bóc ngay cái lỗi luôn mấy bà, thấy cái tay tôi thúi ghê không, cái tay tôi rất là hay luôn, tôi bóc cái là trúng cái lỗi liền. Rồi cái mẫu này cho em là bô rít mọi người coi mẫu này luôn, em lên luôn không, mẫu này nếu mà lên luôn thì em để cho mọi người là 99.000 vui vẻ chị em mình, coi như là rồi là xui khiến sao mà bóc được trúng cái lỗi. Mà mấy chị nội á, mấy chị ngồi nghĩ coi, cái cổ á, nội cái cổ áo không thôi mà nó đã giãn được như vậy thì mấy chị nghĩ coi phần dưới đây nó giãn như thế nào cho em, rồi free size 57 58 kg đổ về cho em, dung xăng luôn mọi người ơi, rất là xinh. Body đằng trước đơn
đơn của mấy bà. Rồi bắt đầu lên đầm nè. Body xanh bự xe mấy bé, body xanh nào vậy bà ơi? Xanh bơ phải không? Rồi body xanh bơ 99.000. Bự CV bé 99 là có nè. Rồi phương đủ màu đúng không? Body cam bự CV bé thêm body cam phải không? Rồi đây chị nào thêm đi thêm giùm em nha. Rồi 99.000 vui vẻ chị em mình về bán lại vẫn được nha. Hàng này hàng shop cho em, không có thiếu cử nào hết trơn. Ê trả đây mày, trả đây. Đi đâu đi đi. Cái mẹ kêu mày đi đâu đi đi chứ đâu phải đi qua đây. Rồi cái này phun phun áo nè. Con đi lên trên kia đi. Rồi phun phun có đơn nè. Đủ màu. Đi chỗ khác. Thấy đang làm không? Rồi kim giếng lấy đen có nè. Kim giếng lấy đen có nè. Đừng có lên. Kim giếng có đen nè. Xích ra. Thánh Vy có đen nè. Mệt ghê á. Nhiều khi thấy có con chán vậy. Đụng mẹ nó. Mày tin nó đánh mày không? Hả? Tao đánh mày trên đây luôn nè. Quên em.
màu đen, màu hồng, màu kem. À không, sai, lại nha. Màu đen, hồng nhạt, kem, hồng đậm. Rồi cái cuối cùng là màu lá cho em nha. Đầm đen mặt là em còn 3 màu luôn chị gái ơi. Đầm em đang mặc 115.000, màu đen, màu lá với lại màu hồng đậm luôn nha. Chị nào lấy thì chốt cho em kèm với giá kế bên là đầm 115 để khỏi lộn. Rồi đợi xíu nha. Rồi để bắt đầu em đi thay cho mọi người coi nè. Lá đen là dung chi có nè. Chết mẹ, lấy cái này.
bà nào lấy nữa mới chốt đơn mẹ. Kiều Lê nè. Chị nào lấy có chốt đơn giùm em mẫu này. Mấy chị nhớ màu không em báo là màu lại nha. Hồng nha, hồng đậm đen xanh lá cho em. Hồng nha, hồng đậm đen xanh lá cho em. Rồi ánh hằng một đen một xanh lá có đơn. Ánh hằng một đen một xanh lá có đơn. Bởi vì hàng mới vừa về nóng luôn á mọi người. Là em lên em like liền. Cho nên là không có chưa có khui ra hết được luôn á, thấy không? Rồi Lê Ngân có rồi, Nhi Nhi lấy quần đen có đơn nè. Rồi quần đen em gần hết rồi nha, quần đen em còn có hai cái nữa là hết rồi đó. Nhi Nhi nè, Nhi Nhi 1070, quần đen em còn có hai cái nữa là hết. Chị Trang Lê lấy kem có nè. Màu kem mấy chị mặc với lại một áo nâu, áo trắng, áo đen hoặc là áo vàng gì cũng đẹp hết trơn, màu kem á nha. Rồi quần hồng đậm là Nguyễn Thị Ngọc Tuyền có đơn nè. Rồi Nguyễn Thị Ngọc Tuyền có đơn. Chị nào lấy nữa chốt đơn mà em. 75.000 cái quần, 58 cái quay đầu. Hồng Ngọc lấy đen có đơn, còn một cái cuối cùng. Còn một cái đen cuối cùng. Hồng Ngọc 7810 có đơn nè, 75. Rồi Chầm Hương một quần xanh xanh lá không chị gái? Rồi Chầm Hương có xanh lá luôn, có mẫu nào thun lạnh giống đầm ba lỗ, thun lạnh chưa? Không nhớ, chịu nhớ nữa để xíu chị coi cái nè. Hôm nay quá nhiều mẫu cũng chưa biết nữa. Hồng Ngọc có đen rồi, Thục Vang lấy đen rồi, Thục Vang lấy cái đen cuối cùng luôn. Thục Vang lên số điện thoại giùm mình luôn nha cô gái ơi. Rồi inbox số điện thoại địa chỉ, chị em có trách nhiệm với cái comment của mình giùm em nha. Rồi Hà Hy có xanh lá, em hết đen. Hết đen, mấy chị em nào mà chưa kịp ghi đen á mà em báo hết rồi đó thì mình lựa liền cái màu khác giùm em. Hà Hy có xanh lá là tới 102 đen một xanh lá và tới 100 thêm xanh lá đúng không? Chị em nào ghi comment một lần rồi, ghi lần hai là chịu thêm giùm em. Để em không biết em để lại hai lần là thành 5 cái đó. Có đen rồi mà hết rồi, hết đen rồi nha. Áo chị mặc xíu nữa lên liền nha. Đang like kiếm đúng vốn đúng chính xác luôn. Đầm 115, đầm xanh bơ, em không còn xanh bơ, chỉ còn xanh lá thôi. Ok, em chốt đơn, chốt giùm em lá là được nha. Rồi Đào Nguyễn Kim kem với xanh lá có là chị Đào Nguyễn Kim lên mấy cái số điện thoại luôn. Inbox cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha chị gái nha. Đó. Trời ơi em bán hàng là gọi là tương tác khách hàng liên tục luôn, cái miệng em thiếu điều muốn nuốt nước miếng không nổi luôn á mọi người, không kịp luôn á. Rồi hai đen chị không còn nha. Chầm Hương hồi nãy ghi cái màu gì ta? Chầm Hương nãy ghi một xanh lá đúng không? Chầm Hương ghi xanh lá rồi, giờ hết đen rồi đẹp ơi, hết đen rồi nha, bỏ qua màu đen giùm em nha mọi người nha. Sếp chị đang mặc đây, đang bán quần thôi nha mấy cô gái. Đây chốt giùm em nè, màu quần là màu xanh lá, màu hồng đậm, màu hồng lợt với lại màu kem. Quần đang mặc nè, quần đang mặc quần tách tay nha, từ 40 cho tới 59 kg à lộn, từ 40 cho tới 58 kg giùm em. Còn bao nhiêu đây màu thôi, chốt em bao nhiêu đây màu. Em lướt qua mấy chị em nào mà Lê Ngọc đen hồng, hồng nào chốt lại hồng nào, hồng đậm hay hồng lợt nha. Hồng Ngọc thêm một kem có nè. Rồi Phạm Xu lấy xanh lá có đơn nè. Đó, bây giờ em không còn màu đen, lướt qua hết mấy chị màu đen nha. Em không đọc màu đen tới nữa luôn nha. Hết đen rồi mọi người ơi, em lướt qua nha. 60kg phải trên mét 65 giùm em nha. Tại vì eo này á, là tầm tới 78 thôi mọi người. Eo này tới 78 thôi mọi người. Mà nó hơi ôm á. Em hết đen, lướt qua mấy chị em nào đen nha. Tạp hóa mini xanh lá là tạp hóa mini lên mẹ mới số điện thoại luôn. Tạp hóa mini lên mẹ mới số điện thoại luôn. Inbox cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha chị gái nha. Bên em không gọi điện chốt đơn, không nhắn tin chú cho mấy chị được. Tại giờ Facebook nó không cho người lạ nhắn tin với người lạ nha. Quần đen hồng có trắng lấy thêm trắng. Hồng nào hồng đậm phải không? Rồi ghi Lê Ngọc cái hồng đậm với lại cái màu kem nè. Bây giờ không có trắng đâu. Đó bây giờ chị ghi vậy nè. Rất xinh. Quần rất xinh, em về thiếu đều 80 đợt là bán hết quần luôn á. Không có lần nào mà hết luôn. Ở lộn không có lần nào mà còn luôn. Nói lộn riết nói lum la mấy chị biết không, vừa đọc vừa nói á. Phạm Xu một đen một lá hết đen rồi. Ghi được cái lá rồi nha. Hà Huy lấy xanh lá chị ghi rồi. Rồi bây giờ em quần đen hồng có trắng lấy thêm trắng rồi. Bị quá trời mấy chị màu đen nè. Giờ em nói nghe nè mấy chị ơi. Em lướt qua hết, em bấm comment lướt qua hết. Em bấm lướt qua hết. Báo lại mấy chị nha, thông cảm men khúc này. Báo lại mấy chị nè. Em có màu hồng lợt, màu hồng đậm, màu xanh lá với lại màu kem. Chị nào
lấy comment lại giùm em cái nha mọi người nha. Báo lại giùm em comment lại đi. Tại vì biết sao mấy chị trùng nhau, mấy chị comment một chị mà comment tới 10 lần luôn. Quá trời quá đất quá mệt rồi. Rồi bây giờ em chốt cho mấy chị nè, từ Trúc Ngân lấy kem có nè, Nguyễn Ngọc Phương lấy xanh lá có nè. Rồi Trúc Ngân 75 có nè. Rồi Nguyễn Ngọc Phương lấy xanh lá có đơn, inbox số điện thoại địa chỉ giùm mình nha người đẹp nha. Mấy chị biết sao nó im lặng chưa? Nó đi lên chợ nó ngủ rồi. Nó lên chợ nó ngủ rồi mấy chị. Nguyễn Thanh Thanh lấy xanh lá có đơn nè. Nó đi lên nó ngủ rồi cho nên mình im lặng được phải không? Nó hết quậy rồi. Rồi Võ Ngọc Hân lấy xanh lá có nè. Rồi em gần hết xanh lá nha mọi người nha. Rồi Võ Ngọc Hân lấy cái xanh lá có nè, 75 có đơn. Rồi Võ Ngọc Hân có rồi. Hoàng Cẩm Tú lấy hồng đậm có nè. Chúc Ngân kem ghi rồi. Hoàng Cẩm Tú nhớ cho 4 số đuôi điện thoại nha. 3 người lộn xộn lộn nha. Rồi B Trần một quần xanh có đơn nè. Đó chị em ghi lại là bắt đầu không có bị trùng. Không có bị trùng comment nữa là em chốt liên tục mấy chị thấy không. Nãy giờ em lo em lướt không à. Nguyễn Thị Ngọc Tiền có xanh lá nè. Nguyễn Thị Ngọc Tiền có xanh lá. Bởi vậy em nói một chị nhắn tin chừng một lần thôi, một hai lần là cao thôi. Nhắn chi mà quá trời cho mấy chị kia chốt không được. Thân Bạch Thiên Kim có rồi. Quỳnh Rô có đủ màu rồi nha. Ê thôi chị không nhớ chị ghi chưa nữa, để chị ghi trước đã cho chắc ăn. Quỳnh Rô chị ghi đủ màu cho bé trước đã nha. Để có cái ấy. Để mắt trong chị quên là xíu nữa không. Cặn trăm không có màu đỏ người yêu ơi. Cặn trăm mẫu này không có màu đỏ. Chị nào lấy nửa chốt đơn giùm em nha. Mẫu này em có bao nhiêu đây, 4 màu này thôi. Không có mấy màu khác nha. 4 màu này thôi. Lá là hồng lợt, hồng đậm với màu kem thôi nha. Đó 4 màu nha. B Trần có xanh rồi nha. Chép tin nhắn gửi đồ có luôn người yêu ơi. Xíu nữa chép tin nhắn nha. Đầm dập ly 115 chốt màu giùm chị nha. Lệ Quyên quần kem có nè. Phương Phương nè, Phương Phương cho 4 số đuôi người yêu ơi. Bên mình nhiều Phương quá nè. Lệ Quyên 5295 thêm kem có nè, 75 nè. Rồi Phương Phương rồi chốt hồng, hồng đậm phải không. Rồi để ghi Phương Phương khác trước đi đã. Xíu nữa cho số điện thoại sao. 75. Rồi My Trần quần kem có luôn chị. Rồi vậy là em hết quần kem nha mọi người nha. Rồi chị My Trần không giấu có cái quần kem nè. Rồi em hết quần kem, hết quần đen. Còn 3 màu này thôi. Màu lá, hồng lợt, hồng đậm. Lá, hồng lợt, hồng đậm. Lê Thị Ngọc Hân đầm dập ly màu gì. Đầm dập ly còn màu lá nè. Màu đen với lại màu hồng đậm. Lá đen, hồng đậm 115.000 nha. Đó. Rồi quần là còn nhiêu đây màu. Báo lại cho mấy chị em quần là còn nhiêu đây màu. Đó xin đâu mọi người. Xin giảm mang luôn. Cái này á lưng cao cho em, quần tắt ta cho em. Cái này là tại vì em chưa có bóp theo đúng size nha. Em kẹp quá chị kẹp đằng sau luôn cho nên nhìn nó hơi không đẹp. Nhưng mà mấy chị em gái đừng yên tâm giùm em. Yên tâm nha. Em bán rất là nhiều đợt cái mẫu quần này rồi. Về rất là nhiều đợt mà lần nào khách mặc xong cũng khen rất là kinh khủng luôn. Khen rất là khen luôn, không biết nói sao, từ nào diễn tả được khen vậy luôn. Đó. Đầm 115 là đợi xíu đi chị lên lại cho. Bắt đầu em lên áo. Báo lào em lên áo nha, chị lên trên em hết quần đen rồi chị đổi màu em nha. Đó, rồi quần hiện tại báo lại cho mọi người nha. Em còn 2 cái màu xanh lá, 2 cái hồng đậm với lại 4 cái hồng nhạt nữa là em hết nha mọi người. Đó, hồng đậm, hồng lợt, mặc với cái gì cũng được hết màu xanh lá. Mấy chị chỉ việc về chuẩn bị cho em cái áo trắng, áo đen, áo lớp tốt hay áo thun gì cũng được. Áo trắng, áo đen hoặc là áo hơi na ná cùng màu với cái màu quần. Ví dụ như hồng lợt, hồng đậm nó cùng màu á, hiểu không? Cho đủ màu. Lấy thêm mấy màu còn lại cho em đi cho đủ màu. Màu còn lại là màu lá. Màu lá với màu hồng lợt. Rồi là đủ màu bé Lê Ngọc luôn rồi đó. Mặt rất là dễ thương mà dễ mặc nữa. Cái thời tiết này em nói thiệt, đúng nghĩa là thời trang đi đôi với thời tiết luôn. Mặc xuống vô cùng. Đi mưa cũng được luôn. Bao khô, khô rất nhanh. Khô rất nhanh. Rồi xong, bà nào lấy chốt đơn cho em mẫu này. Mẫu này em còn một lá, mấy hồng lợt, mấy hồng đậm thôi là hết rồi. Rồi bắt đầu qua áo giùm em. Áo để em coi em còn mấy cục. Em lên mấy cục áo mấy chị luôn. Cái đầm hồi nãy em còn nè. Để xíu em lên cái mẫu đầm này cho mọi người. Áo thì hiện tại em có bao nhiêu đây nè. Để em tắt tivi cái nè. Nó hét. Cái này cái đầm hay cái áo. Cái này cái đầm. Hình như cái đầm em còn nè mấy má.
chờ anh tí nha. Áo là bây giờ hiện tại là áo là chỉ có 60 thôi mọi người ơi. Áo này 60 thôi, 55 em bán 60 nè. Thì em còn có nhiêu, em có bao nhiêu đây màu à? Không biết có lộn không nữa. Áo thì em có bao nhiêu đây màu thôi mọi người, em buông cái áo thôi cho mọi người coi. Chị Đặng Trâm lấy đen gì vậy? Đặng Trâm lấy đen gì vậy chị? Rồi đây, áo nó sẽ là như vậy, em gỡ thôi cho mọi người coi. Thì cái vạt của nó sẽ là cái vạt bầu nha. Cái vạt nó sẽ là vạt bầu. Đó. Cái vạt nó sẽ bầu xuống như vậy nha mọi người ha. Mấy mọi người mặc crop top và nó ôm vô hết mẫu này cho em tầm 54-55kg đủ về thôi. 54-55kg đủ về thôi là mặc ok. Tuy là nó giãn thiệt nhưng mà cái mẫu này nó làm cho ôm body, nó ôm vô ngực, nó ôm vô cái ngực cái phần này luôn. Cho nên là tới 54-55kg đủ về cho em thôi ha. Đó là ok. Rồi em có màu cam, màu hồng đậm, màu trắng, màu xanh bơ 60.000 cái. Màu vàng, màu đen. Rồi đó mọi người, nhiêu đó màu thôi đó. Màu đen nè, màu vàng, màu xanh bơ, màu trắng, màu hồng với màu cam. Cắt được có nhiêu đó màu thôi là được nhiêu đó. Để em đi cắm sạc pin cái đã. Rồi mọi người chốt hàng giùm em 60. Chốt giùm em 60.000 nha. 60.000 một cái áo thôi mọi người ơi. Hồng Ngọc 7, 8, 10 là hết luôn. Rồi qua mẫu em luôn mấy gái ơi.
có bệnh cục vậy ta, tôi chết em rồi. Cái đầm body này để em lên cho mọi người nha, em có một cục này thôi. Đợi em xíu nha. Em không biết sao mà nó bị ấy cái cục này nữa. Cái đầm body này là em có màu nâu, màu vàng nè, màu bơ, màu xanh cobalt với màu đen. Rồi mấy chị chờ em tí xíu. Đầm này hôm bữa nay em chốt cũng nhiều lắm mà. Mà sao biết đây có một cục à. Đây, cái đầm body này là nó chỉ đơn giản vậy thôi, chốt bô rip. Ai chốt bô rip cho em rồi quần ống. Đồ ống cho em lấy cái màu xanh này mặc luôn á. Chưa có cái nào màu xanh lá hết. Bà nào lấy màu xanh trước thì để trước nè. Bà nào thích màu xanh thì chốt màu xanh cho em, chưa có giá luôn. Tại em xíu em coi cái coi. Người ta giao lộn hay sao á, giao lộn mẫu á. Rồi mẫu này cho em bán luôn mấy chị 105 đi mọi người ơi. 105 có bao nhiêu đây cái, bao nhiêu đây màu à. 105 màu vàng, màu nâu, màu cobalt, màu đen, màu cam, màu xanh lá. Chị nào lấy trước chốt trước cho em, mẫu này 60kg mặc cũng được luôn. Tại nó body đẹp lắm. Ý, không phải nó body nữa. Ê, nó yếm lắm đó hát. Nó cột cổ được. Đụ má, hay quá vậy nè. Đó, 60kg mặc cũng được nữa. Em cột đơn giản, đơn sơ cho mọi người coi thôi. Đó, body trơn vậy thôi đó. Rồi, chị nào lấy chốt đơn cho em 105. Bà nào lấy chốt đơn cho em mẫu này không? Tạp hóa mini hết bơ rồi. Hết bơ rồi. Rồi, cái mẫu này hình như quăng lộn cho em hay sao á. Rồi bán luôn cho mọi người 105 luôn. Tại vì cái hàng này là về 95 mời bán luôn 105. Được chưa? 95 mời cho nên bán 105. Còn một đen trắng bơ cobalt cam Vàng nâu. Thấy không? Rồi bà nào lấy chốt đơn cho em nó còn có nhiêu đây à? 105 có nhiêu đây thôi. Cam đen xanh lá nè. Cam đen. Từ ơi. Cam nè, đen nè, xanh lá là của chị đúng không? Rồi chốt trong bé Phương nè, rồi hết xanh lá nha mọi người nha. Hết xanh lá, hết đen luôn. Rồi bà nào lấy chốt đơn cho em mẫu này, Liễu Châu hết xanh lá, em còn bơ nè. Bơ xanh cobalt vàng nâu được không? Bơ xanh cobalt vàng nâu, Phương lấy thêm cái bơ luôn nè. Rồi ok nè. Rồi hết luôn, hết bơ luôn, váy xanh đậm chị Thấm Lê có nè. À chị Thấm Lê lấy xanh đậm là xanh cobalt được không? Em hết xanh của em đang mặc rồi nha. Hết xanh em đang mặc, bé Phương lấy nâu luôn nè. Em hết đen luôn rồi mọi người ơi, tranh thủ lấy đi để hết. Còn trắng, xanh cobalt, vàng, trắng, xanh cobalt, vàng thôi nha. Trắng, xanh cobalt, vàng thôi là em hết rồi. Hết mẹ cam luôn, còn nhiêu đây thôi. Trần Tây Nhi comment sao luôn á. Comment sao, free size cho em bao nhiêu ký cũng vừa luôn nha chị ơi. Tại vì chất liệu này bô rip đẹp lắm. Mà cứ mà em nói hàng bô rip là biết lên rất là xinh. Rồi chị Nhạn Nguyễn có vàng nè. Chị Nhạn Nguyễn lên mấy cái số điện thoại luôn chị gái ơi, rồi inbox em thông tin nha. 105 vui vẻ chị em mình bán luôn. Tại vì mẫu này bị lộn á mọi người. Bị lộn á. Xanh cobalt chị Nhạn lấy thêm xanh cobalt có luôn nè. Rồi còn một trắng một xanh cobalt nữa là hết. Chị nào lấy chốt đơn cho em luôn nha. 105 cho em hết luôn mọi người. Lẻ rớt có một cái hai cái à. Đây. Dễ thương quá trời. Lẻ còn rớt có một hai cái mà bô rip dễ ấy lắm, dễ xinh lắm luôn. Cái trắng lên đẹp quá nè. Đó, không bị mỏng dãi luôn mọi người, yên tâm mặc lên da là không bao giờ bị mỏng dãi luôn, dễ thương lắm. Ba lỗ xanh nãy chị mặc hết rồi người đẹp ơi. Trời ơi, chất bô rip nó giãn kinh khủng luôn, kéo hai lớp cho mọi người coi nè, đẹp lắm. Rồi bà nào lấy chốt đơn cho em còn trắng với xanh cobalt chốt luôn giùm em cho hết đi 105 luôn mọi người ơi. Trời không ai hốt giùm hết cho mấy bà. Buồn quá đi à. Rồi bà nào chốt đơn giùm em đi. Linh Chương lấy trắng có nè. Rồi ok đợi chút xíu. Linh Chương có trắng nè. Rồi còn cái xanh cobalt bà nào lấy luôn giùm em chốt luôn 105. Linh Chương inbox số điện thoại địa chỉ nha cô gái nha. Rồi bắt đầu qua mẫu cho em luôn. Rồi qua mẫu luôn giùm em luôn nha. Còn cái xanh cobalt cuối cùng chị nào lấy chốt đơn còn một xanh cobalt. Rồi bà nào lấy chốt đơn cho em qua mẫu. Rồi cái vùng đụng đánh lên cao quá. Rồi qua mẫu lên cho em luôn nha mấy gái. Cái này hình như hồi nãy còn. Em lên xét trước cho mọi người coi nha. Xét váy nha để đi chơi rồi này kia ok lắm. Đây em lên trước cái xét này cho. Đơn chưa có ID hết đâu mọi người đừng có lo. Đơn đợt trước chưa ID hết trơn á. Rồi mẫu này bán giá vui vẻ cho chị em mình 99.000 luôn. Nguyên set 99.000 nguyên set luôn. Mọi người chất cô tông cho em nha.
đẹp kinh khủng luôn. In là in cái này gọi là in gì quên rồi, in dẻo luôn cho em. Cái hàng này hàng hot girl, ở bên trong là có quần, ở bên trong là có quần cho em nha, ba màu 99.000 bán luôn nha. Rồi mẫu này chốt theo màu áo cho em, màu đen chốt cho em màu chủ đạo nha, màu hồng nè. Đây màu đen là sẽ cái cổ vàng á, đi với chân váy vàng đó, với lại màu xanh coban là mẫu này, màu xanh coban 99.000 cho em, 57 ký quay đầu, 57 ký quay đầu cho em. Rồi chốt đơn cho em luôn, 57 ký quay đầu cho em luôn mọi người, để em thay lên cho mọi người coi. Cái mẫu này là ôm body nha mọi người nha, ôm body dạng dễ thương, cung te phu mai que đồ đó. Đó hàng này hàng shop cung te phu mai que lắm luôn đó, thấy xinh ghê không, bỏ trong quần cũng được nha. Cái này em mặc rộng rồi, để em kẹp lại cái kẹp vào người ta. Rồi cái này từ 40 ký cho tới 57 ký dễ thương lắm. Cái này á quan trọng là tại vì cái vải nó đẹp, cái vải hàng shop đặt nha mọi người nha. Đó mọi người thấy không, xinh ghê không đó. Mình muốn rớt top cũng được, mình muốn rớt top cũng được, hoặc là mình muốn bỏ trong quần cũng được, không sao, mình bỏ trong quần thì nó sẽ làm dày dướng thì ngồi cũng được đó. Ngồi cho mọi người coi, có quần luôn, yên tâm, có quần ở bên trong rất là dễ thương, dễ thương giả mang luôn, thấy không. Cái này kiểu cute phô mai que bán luôn 99.000. hàng này tại vì em bỏ shop á, hàng này em bỏ shop đầm xanh lá hết người đẹp ơi. Rồi em có ba màu siêu xinh nha, em có ba màu, màu đen, màu đen nè, màu hồng với màu xanh coban em đang mặc 99.000. Màu đen, màu hồng, màu xanh coban đang mặc mà cái chất vải mấy chị coi là đã ghê không, con tông nha, dễ thương lắm đó, dễ thương không. Với lại màu hồng cái này á, mà mấy em gái mà muốn kiểu như dạng mặc xong rồi kiểu xì tin mang về bata rồi này kia xinh lắm, tại vì cái hàng này hàng hot girl đang lên, sugar daddy thích lắm mọi người ơi, người ta đang lên những cái mẫu này rất là nhiều đó. Màu hồng xinh ghê không, tắt lẻ ra mặt cũng được luôn. Váy body chị còn chưa lên kìa, váy body hồi nãy, cái mẫu hồi nãy mà còn được cục á, để lên luôn. Rồi chị nào lấy chốt đơn cho em mẫu này xinh quá trời, mấy bạn không lấy, để xíu nữa tôi rảnh tôi đăng hình lên cho mấy bạn coi, xíu nữa tôi rảnh tôi đăng hình lên cho mấy bạn lựa. Rồi chờ em tí để em còn cái này lại cái đã, 99.000 cho em. Me me lấy hồng có đơn là sale luôn 99.000 cho mọi người luôn, tại vì cái này không phải gu em mà em thấy dễ thương, em cắt còn nhiều quá, cho sỉ còn nhiều cho nên là mình phải chịu đó. Cái khúc này mà bán không được hết là tiêu. Minh Hảo lấy màu đen, inbox số điện thoại địa chỉ giùm em luôn chị gái nha. Rồi Minh Hảo không giấu là inbox số điện thoại địa chỉ luôn, có baby doll có nhiều chưa lên hết á. Rồi chị nào lấy nữa chốt đơn cho em mẫu này nha, vàng hồng xanh vàng, vàng đen hả ta, hồng đen xanh coban hồng đậm. Sao đổi lại bộ đồ là sao, là sao, là sao, là sao, là sao. Rồi lên mẫu này cho em, mẫu này hồi nãy là bán cái đầm này 99.000 cho mọi người đúng không, em còn cục nè, em còn cục nè, em còn màu đen, màu bơ, màu cam, màu đen, màu bơ, màu cam cho em. Me me lấy hồng, me me lấy hồng, chị ghi hồng rồi. Mẫu này body hồi nãy là mấy chị 57-58 ký đổ về cũng chất vô rip luôn nè mấy chị. Đây cái mẫu này hồi nãy em lên mà bị sót một cục nè, co giãn cho em từ 40 ký cho tới 40 ký cho tới 57 ký, được chưa. Cái phần này nó sẽ hở, nó sẽ gỡ ra được cái cọng dây xích này luôn, cái cọng dây xích này gỡ ra được để mình giặt luôn nha mấy chị nha. Chất bô rip là mấy chị yên tâm nhà em luôn, chất bô rip là xịn xịn vô cùng đó, đã lắm. Mình tự mình điều chỉnh được cái đằng sau được nha. Chị nào lấy body chốt body liền tay cho em, số lượng có hạn luôn, nãy em chốt hết rồi bị rớt một cục ra. Ủa cái bao rồi, xét đang mặc là 99.000 chị gái, 99.000 cho em nha. Tuyết Trâm lấy body đen có nè, Tuyết Trâm 4692 có nè. Chị nào lấy body 99.000 rất là lời nha mọi người.
con cái mộng bơ này á, mấy chị biết, mấy chị mới biết. Rồi cái mẫu em đang mặc vẫn còn đây, cái này là đằng sau nè mọi người, dơ một màu bơ là mọi người thấy rõ nhất nè. Rồi mẫu này đằng trước nè, thấy không, đằng trước nè, đó co giãn thoải mái, nó vô eo nó sẽ lên, nó sẽ xuống tới đây rất là xinh. Mọi người tưởng nó nhỏ, xin lỗi, không hề. Nè cái cổ của nó có bay lớn, là cái cổ của mình có bay lớn không, mà mấy chị coi nó giãn nè, thì mấy chị nghĩ coi những chỗ khác nó có giãn hay không nha. Me me lấy xanh nào em ơi, xanh nào em ơi, em báo lại em chị biết quần áo hay xét hay gì để chị ghi lộn rồi chết luôn chị nha. Rồi Hilary Mai có cam nè, em có ba màu cam, bơ với lại đen. Cam bơ đen 99.000 cho em 57kg quay đầu. Rồi Hồng Ngọc lấy đen có nè, Trần Thu Dân có đen nè. Rồi em hết đen nha mọi người nha. Rồi em chốt cho hai chị gái này lớn hết. Trần Thu Dân 99 nè. Rồi Hồng Ngọc 7-8-10-99 nè. Rồi em hết đen nha mọi người nha. Me me lấy xanh này phải không? Xanh bơ phải không? Cam là cái đầm đang mặc nè. Cam là cái đầm đang mặc nè. Rồi chị Hanh Đi Nguyễn có cam nè. Hanh Đi Nguyễn inbox cho em số điện thoại chỉ luôn. Rồi em hết cam, em còn xanh bơ thôi nha. Em còn xanh bơ thôi nha mọi người nha. Đầm là 99.000 cho em 57kg quay đầu. Rồi May May có cái xanh bơ rồi nè. Kiều My có xanh bơ luôn nè. 99.000 vui vẻ giùm em. Còn một cái bơ cuối cùng, bà nào lấy chốt luôn giùm em. Còn một cái bơ cuối cùng, xét em đang mặc 99.000 luôn. Xét em đang mặc 99.000 luôn. Chân váy này co giãn thoải mái cho em luôn nha. Mình tách lẻ ra mình mặc cái khác cũng được. Rồi chị Nhạn Nguyễn lấy xanh bơ là hết luôn. Rồi em hết mẫu này, 99.000 hết mẫu này Nhạn Nguyễn. Cái đặt cái bơ, cái set em đang mặc tách lẻ là mấy chị mặc rất là xinh ha. Nguyên set này bán có 99.000, tính ra 45.000 áo, 45.000 quần, đúng rồi mọi người. Rồi hết xanh bơ rồi chị ơi, chốt với chị Nhạn luôn rồi. Rồi em hết đầm body. Mẫu này cho em là có màu hồng, màu đen với lại màu xanh cobalt. 99.000 màu hồng, cái cổ sao là đi chung với cái áo vậy. Nè áo đen là đi chung với cổ vàng là sẽ đi với chân váy đi vậy ha mấy chị. Rồi chốt cho em ba màu rất là xinh luôn, cái này lưng cao luôn nè, cực kỳ dễ thương luôn mọi người. Đó Suka Nuta luôn, dễ thương quá trời, có lót quần bên trong xuất sắc luôn mọi người ơi. Rồi mẫu này cho em cũng 56-57kg đổ về, xuất sắc luôn, là thun cô tông đàng hoàng nha, mà 99.000 thôi ba màu. 99.000 ba màu, chốt giùm em nguyên một set này 99.000, quá rẻ, quá rẻ cho một cuộc tình đúng không mấy chị. Cái váy nâu lúc đầu chị đang mặc là còn có màu xanh miên với màu hồng baby thôi, đang sale còn 101, đang sale còn 101, còn hai màu đó nên sale còn 101 nha. Rồi mọi người ơi, bà nào lấy nữa chốt đơn giùm em, mẫu này xinh quá trời. Để em biết em qua mẫu còn gì bán ta. Cái này sao ơi, em bán cái này nè mọi người, cái set này anh chồng em mua quá, để này đợi em xíu em bán cái này trước cho mọi người nha, em đợi bữa giờ nó mới về. Cái nào mà em cần bán trước á thì nó sẽ để vô trong cùng, nó rất là hay luôn. Thằng này nó hay lắm. Rồi em lên trước cái này cho mấy chị coi. Cái set này em về rồi, ba màu nha mọi người nha. Nhắn tin địa chỉ rồi, ok nè. Váy xanh miên, Nguyễn Huỳnh Phương Thúy, xanh miên nào chị ta? Chị lấy cái nào xanh miên vậy chị? 210 sale quá hả? Đây đây, váy xanh miên sale 110 đây. Rồi qua mẫu cho em nha. Rồi qua đây, qua set này. Set này em lên cái hú hồn. Set này cho em 3 màu nha mấy chị nha. Set này 3 màu cho em, màu đen, màu lá với lại màu hồng. Đen lá hồng cho em bao hàng hot girl luôn, bây giờ mới về được đó. Cái set này dơ cái là mấy chị biết liền ha, đang hot rần rần ở trên mạng
mọi người, chỉ có 115.000 thôi, không có hơn một đồng nào hết, từ 40kg cho tới 60kg mang dừa. Rồi chốt đơn liền giùm em nè. Phương đủ màu có nè. Đó, từ 40 cho tới 60kg luôn, 145.000. Bao hàng vải hot girl luôn nha mọi người nha. Bao hàng vải hot girl cho mọi người luôn. Em tính gửi gì qua nè. Các bạn cái đầu dán không? Mọi người đợi em xíu nha. Bỏ mấy cuốn rồi chốt đơn giùm em nè. Đủ màu là quỳnh râu có nè. Mấy chị em cứ chốt đi, hàng em quá trời. Hàng em nhiều dữ lắm. Rồi chị nào lấy nữa chốt đơn giùm em mẫu này. Ba màu đen, hồng, lá nha. Để em cột cái này lại xong bắt đầu em chốt đơn cho mình nha. Rồi bà nào lấy thêm thì nhớ chốt thêm cho em, để em tưởng ghi rồi là em không có để nữa đâu á. Em tưởng ghi rồi là em không có để nữa nha. Sếp chị đang mặc là 145 nha bốn em. Bé yêu ơi, 145. Hồng đen xanh. Hồng đen xanh cho em. Hồng đen xanh cho em luôn nha mọi người. Đơn có nè. Ba màu cho em, hồng xanh đen, làm kiếm chết mẹ
cái này đó. Rồi chân tinh y 222 đó nè. Đó, nãy giờ chạy đi thì người ta làm xong rồi, người ta đâu phải đi như từng cái lẻ lẻ đâu. Quá trời khùng điên luôn.
mẫu nha. Bốn đứa con gái ok chị. Order bán 320 size xanh. Chị có không phải. Nói là vậy nè, bây giờ hiện tại là chung xưởng hết, chỉ có khác nhau là chỗ nào biết không? Chỉ có khác nhau là cái khúc mà dắt sổ, cái khúc mà kiểm tra hàng lậu á. Thường á những cái mẫu này nè thì nếu mà muốn rẻ chỉ cần bỏ ở cái bước mà kiểm tra hàng lỗi thôi. Còn nếu mà ví dụ mà nó mắc hơn từ 200 mấy đổ lên á, hàng sỉ 200 mấy đổ lên á, là từng cái đường may mũi chỉ của nó là nó sẽ kiểm tra hết, nó sẽ qua một cái bước kiểm tra hết, hiểu không? Còn mình hàng rẻ là chỉ có bỏ qua cái bước đó thôi, cho nên nếu mà lỗi lạ thì mình đổi trả cho xưởng, mình cũng vẫn trả về cho xưởng. Cho nên chị em nào á mà chúng ta bị lỗi hay là bị sứt chỉ hay là bị bung cái gì á thì cứ nhắn tin cho em là mình sẽ đổi trực tiếp qua được cái mẫu sau. Còn nếu như á mà những cái lỗi đó gọi là có thể sửa lại được, đi ra ngoài đạp dắt sổ lại cái chừng 50.000 á thì em sẽ bớt xuống cho mấy chị phi ship lần sau để mà mấy chị lấy cái tiền đó mấy chị đi đạp dắt sổ lại, chứ không ảnh hưởng gì hết trơn. Nó chỉ khác nhau chỗ đó thôi đó, còn ngoài ra là không khác gì nữa trơn á mấy chị. Rồi ha. Với lại ví dụ như á có những cái mà ví dụ như đồ rẻ mà em cảm thấy á em làm không được giống y chang á đó, em bỏ shop, ví dụ như shop chưa có bỏ cái mẫu đó mà em tự làm á thì em phải đi kiếm sao mà cái chất liệu y chang như vậy mà rẻ hơn. Ví dụ như shop ta bán 400, 500, 600 thì em bán chừng 200 mấy cho mấy chị thôi thì đó gọi là rẻ rồi, là ok rồi mấy chị, hiểu không? Ơi áo em còn cục nữa nè mọi người. Áo hồi nãy em bán 60.000 á, em còn màu trắng, màu đen, màu bơ, màu cam chảy nè với màu vàng nè mọi người, với màu hồng đậm nè, chị nào lấy chốt đơn cho em. Có màu hồng lợt nữa nè, có màu hồng lợt nữa nè mọi người, 60.000, bà nào lấy chốt đơn. Áo sách nách hồi nãy á em coi cục này cục gì lên bán mấy bà luôn, quá trời mẫu mẹ nè. Đó, chị nào lấy chốt đơn cho em áo. Áo là chầm hương là bơ với đen nè. Chầm hương là bơ với đen, có một cục quà tại nó bị lọt lại á. Rồi bơ với đen là em hết bơ đen luôn nha. Em hết bơ đen chốt với chị chầm hương. Quần dài phủ mắt cá tôi mét 6, quần dài phủ mắt cá nha cô gái nha. Còn mà muốn thường á là bây giờ đồ hot girl á ta làm cao lắm, mét 65 mặt thôi mọi người. Chứ người ta không có làm dài hơn đâu, dài hơn là chỉ có tự đặt thôi, tự đặt mai thôi. Chứ giờ đồ trung bình ai đâu mà làm dài quá, hiểu không mấy chị? Rồi bự CV bé xanh bơ có nè. Áo sách tách hồi nãy mặc chung với quần tách ta. Mặc chung với quần tách ta đó mọi người. 60. Rồi, áo mô rip cho em 55-56 cái đủ về, khánh chân hết bơ. Rồi bây giờ em chỉ còn màu trắng nè. Mọi người, màu trắng nè, màu cam nè, màu vàng nè, màu hồng đậm nè, màu hồng lợt. Rồi chốt giùm em đi, 60.000. Em lấy một bộ đen với một xanh phúc gung xì lên số điện thoại. Còn có màu đen với màu hồng thôi, còn màu đen màu hồng thôi, bộ này hết xanh. Còn đen hồng hay hết xanh nha phúc gung xì. Còn đen hồng hay hết xanh nha mấy cô gái ơi. Mấy cô gái ơi, mấy cô gái. Ý, đây còn cục, ý, đây còn cục nữa nè. Còn cục, còn cổ nữa nè mọi người. Thấy không? Để xíu này lại sao đi. Rồi bộ chị đang mang là 145.000, còn màu hồng với màu xanh thôi nha. Đây, còn màu hồng với màu xanh thôi. Còn màu hồng nè, để chói có phải không? Màu hồng này với màu đen chứ, màu hồng với màu đen. Sorry, nói nhiều quá, bị liệu quá. Rồi màu hồng với màu đen giùm em thôi nha mấy chị nha. Bắt đầu qua mẫu. Thêm áo ba lỗ trắng là bự CV có nè. Rồi bự CV bé có nè. Phúc gu xì lấy đen có đơn nè. Rồi phúc gu xì inbox giùm mình số điện thoại địa chỉ luôn nha. Inbox cho mình số điện thoại địa chỉ đúng tiếng Việt giùm em nha mấy chị gái nha. Để tới lúc mà em chốt đơn cho mấy chị á, nó hiện cái mã nó qua, nó mới hiện cái mã qua được cho mấy chị. Chứ mà không đúng là không có, nó không hiện đâu, nó không báo.
nó sẽ phồng ra rất là xinh. Rồi mẫu này cho em dưới 50kg bán cho mấy chị em giá yêu thương luôn, 165.000 bán luôn. Chứ giờ lấy vô 155 mà bán luôn 165, tại vì có nó nhỏ ký, thường là nó nhỏ ký để em bán rẻ. Rồi bán luôn 165 cho mọi người. Màu này có màu xanh lim nè, màu vàng nè, màu lá nè, màu trắng, màu đỏ, màu đen. Màu trắng, màu đỏ, màu đen cho em nha. 155 bán luôn cho mấy chị là 165. Rồi màu đỏ đậm là siêu đẹp luôn. Màu trắng nè, màu vàng nghệ, màu xanh lim với màu lá. Chị nào lấy chốt đơn giùm em. Xét chị mặc là 145.000 luôn nha cô gái ơi. Xét chị mặc là 145. Xét chị mặc còn màu màu hồng với lại màu hồng với lại màu đen. Đây, xét em đang mặc còn hồng đen thôi mấy chị gái. Hồng đen nha, 145 nha chị em, rồi lấy chốt đơn cho em hồng đen. Caro hồng đen nha mấy chị, y chang vậy luôn, không khác gì hết trơn, mà nó là màu hồng với màu đen thôi, không khác gì hết. Rồi bà nào lấy chốt đơn cho em nè. Xanh min đỏ trắng là có nào, quỳnh luôn nè. Xanh min đỏ trắng có nè. Dễ thương lắm mấy chị, mà bị cái là 50kg đổ về. Bà nào lớn hơn thì hàng hot girl, cái mẫu này là hàng thiết kế, cho nên là nó không có làm đúng ý mình, nó không có làm free size, nghiệp chỗ đó đó. Rồi bà nào lấy nữa chốt đơn cho em nha. Xanh bem mặt Minh Anh đổ không có nha chị, cái bộ bem đang mặc là 145, còn màu đen với màu hồng thôi, màu đen với màu hồng thôi. Rồi cái đầm này siêu dễ thương, siêu xinh luôn, mà dưới 50kg giùm em, từ 50kg đổ về cho em ha. Từ 50kg đổ về sale cho mấy chị 165 luôn đó, bán luôn giá cho mấy chị 165. Có màu lá, màu xanh min, màu vàng, lá xanh min vàng đỏ đen cho em. Lá xanh min vàng đỏ đen có tím nữa nè, có cái tím nữa nè, có màu tím nữa nè, dễ thương quá nè. Có tím, có tím là lấy đi. Đây chị có một cái tím nè. Ủa chết mẹ, khoan. Tím này có chung mẫu không vậy má? Ê, hình như lộn, để coi tím này có chung mẫu không, đợi xíu. Coi chừng lộn mẫu là ăn cho hết luôn. Đợi chị xíu nha, để chị coi phải không. Chị ơi, đầm xếp ly cổ yếm. Đầm xếp ly hồi nãy còn 3 màu đây. Màu xanh lá, màu hồng, màu đen. Xanh lá, hồng đen, 40-60kg. Đúng rồi, cái đầm đó hay sao nè. Ừ đúng rồi, cái đầm đó mê. Ủa không phải, đầm này đầm khác nha. Đầm này sao có cục vậy ta? Đầm này khác nữa mọi người ơi. Đầm này là cái đầm nơ đằng sau. Cái đầm này là cái đầm nơ đằng sau giùm em nè. Đó, cái đầm nơ vậy đằng sau nè. Đầm này đầm khác nữa nha. Đầm này giá khác nữa. Thôi em bán cùng giá luôn á. Mấy Nhi có lấy đầm này không? Đầm này cho em từ 40 cho tới 57-58kg ha. Từ 40 cho tới 57-58kg, siêu xịn sò luôn. Em có một cục duy nhất luôn. Màu lá, màu xanh min, màu tím, màu hồng lọt, màu vàng. Lá xanh min, tím, lọt, hồng vàng, 165.000 bán luôn. Đây, màu vàng nè, màu tím, màu xanh min, màu hồng lọt, màu đỏ với lại màu vàng. Rồi chị nào lấy chốt đơn cho em. Hai mẫu này là khác nhau nha mấy chị. Hai mẫu này chốt cho em, mẫu này là đầm nơ, đầm này là đầm phòng. Đầm nơ với đầm phòng khác nhau nha. Đầm xếp ly, đợi xíu. Đang Hà lấy xanh min nào người đẹp ơi? Ok chị Vân Anh. Bây giờ mấy chị nhớ ghi giùm em nha, cái mẫu này là phòng nha, thì từ 50kg đổ lại thôi, 165. Còn cái này là nơ. Nơ thì 57-58kg đổ về luôn. Được. Hảo lưng vậy nè. Thì là 165 luôn, nhưng mà nhớ kèm chữ nơ cho em. Nhớ kèm chữ nơ cho em nha, chứ không là em lộn mẫu mấy bà đó. Em chưa có chốt đâu mấy bà, ghi đúng với Đan Hà, ghi lại đúng cho tôi mẫu đi mấy bà ơi. Chứ không mà tôi lộn mà chết tôi. Mắc công đổi trả mấy bà, phiền lắm nha. Rồi mấy bà ghi lại đi, tôi chốt cho mấy bà nè. Rồi xanh lá nơ Liễu Châu có nè. Tụi má quăng cục rồi nè. Đây, xanh lá nơ rồi, vậy là hết xanh lá luôn. Liễu Châu có cái xanh lá nơ 165 nè. Kỳ ta, sao cục này của em ít quá vậy ta? Không biết có giao lộn không nữa. Rồi Đan Hà xanh min đầm có nè. Rồi xanh min đầm có Đan Hà. Dễ thương lắm, hai mẫu này mẫu nào cũng dễ thương, em bán đồng giá 165 luôn. Nơ tím Trần Tây Nhi có nè.
rồi một vòng xanh là kim ngân nè. Rồi ok, Đan Hà chốt rồi, Đan Hà chốt rồi nha, Đan Hà chốt rồi nha cô gái ơi. Cũng Đan Hà nãy bà ghi đầm đầm nào vậy má, để ghi cho má cái này luôn đi, để xíu nó hết nữa, tội nghiệp tôi quá, khổ quá à. Tự nhiên ghi chữ đầm, thấy này đều là đầm luôn. Giờ tôi phải bỏ lại cái này, một cái xanh men đầm này, ghi giùm tôi cái nơ với cái phòng nha, chứ không có cái nào cũng là đầm hết trơn nha. Ồ chị cũng biết chị đang like tới cái gì luôn. Đây lên lại nha nè. Rồi cái mẫu này đằng trước nó là dày, free size cho em 58 kg đổ về giùm em ha, mặc cho nó còn rộng rãi. Thì nguyên cái nơ to này là đằng sau là 165.000. Em có màu, em còn màu tím, màu vàng, màu đỏ đậm, màu hồng lợt, mẫu này được chưa? Rồi mẫu này là từ 50 kg đổ về. Lai lại cho mọi người là hơi rối nè. Đó là nguyên cái giày nó phồng hết đặt ở dưới như vậy luôn. Nó phồng hết như vậy ở dưới luôn, ở trên nó là sát nách ôm cho người. Thì từ 50 kg đổ về thôi. Mẫu này thì hiện tại em còn màu xanh lá, màu vàng với màu đỏ nữa là hết. Đó, được chưa mọi người? Màu vàng, màu đỏ, màu đen nữa chứ. Vàng, đỏ, đen, xanh min nữa. Đây xanh min nữa nè, đen nữa nè, mới là hết. 165.000 luôn. Đầm xếp ly màu đen, chị siro lột có nè, siro lột inbox cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha. Đây, siro lột có nè. Để em bỏ qua bên này để khỏi lộn hàng, bên này quá trời luôn á. Rồi 115.000. Kim ngân ghi rồi. Đầm tết bính chưa có nha người đẹp ơi. Thắt bính không có nào thắt. À đầm tết bính này hả? Không phải là nó là cái đầm này nè của mấy cô gái. Đầm này là đang sale còn 101. Tại vì còn có hai màu thôi, màu hồng baby với lại màu màu xanh bạc hà này nè. Đó, màu xanh bạc hà này nè. Nó sẽ body như vậy. Đó, nó sẽ body như vậy, co giãn cho em 58-59 kg đổ về được hết. Rồi chị nào lấy chốt đơn cho em. Hồng xanh min Trần Tây Nghi có nè. Đó là 101 nha mấy chị, nhớ kèm giá vô để khỏi lộn với ba cái đồ quỷ này nha. Mấy cái này quá trời lộn luôn á. Không, cái đó đầm bính này thôi, chứ không phải đầm dây bính. Không phải đầm dây bính nha. Rồi xong qua mẫu đi, em quá trời mệt rồi. Cái này em chồng lại sao đi mọi người. Bởi vậy bán hoài còn hoài làm vậy đó. Tại vì nó bị rối cái khúc đó mọi người biết không. Nó cứ bị dính chùm một khúc nào là nó bị dính hoài khúc đó luôn. Hay vậy lắm. Đầm nơ, đầm nơ không còn xanh còn tím em ơi. Còn tím hồng lợt, vàng đỏ. Tím hồng lợt, vàng đỏ nha cô gái. Đây đầm xếp ly đen lên thì còn hơn có luôn, 115.000. Đợi chị coi còn không, còn cái đen. Rồi đợi em cột lại cái 5 giây nha mọi người nha. Bắt đầu em qua mẫu. Ơi đừng. Mà mẹ nó cứ rớt đổ hoài. Cho em xem lại đầm. Cái xanh đùi bà là cái gì vậy? Cái xanh đùi nào vậy? Xanh này hả? Xanh này mới dơ đó, xanh 2 giây đó. Xanh 2 giây đó người yêu. Nay có xếp kiểu quần ngắn không? Hình như có nha, đợi chị tí nha. Ơi không biết nó có bị bản quyền không ha. Lên mẫu đầm xếp, em lên mẫu coi. Đầm phòng lá 165, ok chị Hany Nguyễn có nè. Rồi em còn cái đầm phòng nè. Cái này chốt với chị Hany Nguyễn là em hết đầm lá luôn. Em muốn coi lại gì nè bé yêu ơi. Giờ quá trời luôn, quá trời thứ để coi luôn nha mọi người. Giờ mọi người muốn coi cái gì là có cái đó liền. Rối quá rối luôn. Bây giờ nó rối một nùi để có một mình em làm xong thôi đó. Cái này bây giờ em lên lại cái đầm này cho mọi người coi nha. Bà nào cũng đòi coi lại hết thì em coi nè. Đổi ra rồi xong. Đổi phòng vàng 165. Trời ơi mấy má đừng đổi giùm con nữa. Đổi hoài tao tự giận tao chết luôn đó. Nãy giờ cứ đổi hoài nó mới rối đó. Rồi đợi xíu nha. Ừ nha em sắp sản em muốn khóc luôn à. Rồi để em ấy cái này qua cho khách một cái. Rồi em vòng về em ấy cho mấy chị em liền. Đó xong rồi nè, xong một khách rồi nè. Đây giơ lại lần nữa nha. 165.000 lại nha. 165.000 là mẫu này dưới 50 kg cho em. Nó sẽ là phồng nguyên con vậy luôn. Mặc lên nó sẽ phồng nguyên con ở dưới vậy luôn. Ở trên nó là sắc nách vậy. Cái chỗ
body cho em từ 40 cho tới 58-59kg đủ về vừa. Lên body rất xinh rất xịn luôn. Chất liệu này là hàng Trung Quốc nha. Cái đầm này người ta hay gọi là một là tết bính, cái vải tết bính hoặc là vải bông lúa. Đó, đều là nó hết nha. Co giãn cho em rất xinh. Mang tới đầu gối, nó ngắn gần tới đầu gối, rất là xinh. Em mét 6 ngắn tới đầu gối ha. Rồi chị nào chốt cái đầm này đang sale 101. Em còn màu xanh bạc hà với lại màu hồng baby. Màu xanh bạc hà với màu hồng baby sale cho mọi người còn 101, free size cho em 58-59kg đi về ha. Khỏi kiểu em ơi, chụp đại đi. Chụp càng xấu càng tốt cũng được, không sao. Nhìn cho nó có ấn tượng, được chưa? Rồi chị gái nào lấy chốt đơn cho em mẫu này. Đó. Rồi mẫu đầm này đang sale còn 101, vải rất là đẹp luôn. Vải đẹp xinh kinh khủng. Mà chỉ còn có 2 màu cho nên là sale xuống cho mấy chị em còn 110 ngàn vui vẻ chị em mình thôi ha. Kim Ngân lấy một xanh có đơn nè. Xét xét cam trắng là gì ta? Kim Ngân chị hay bỏ đâu ta? Bỏ đại đi. Rồi cái nơ đi để rối quá. Màu cái nơ là chỉ còn có màu này nè. Bây giờ chỉ còn màu đỏ nè, màu hồng lợt nè, màu tím với lại màu vàng thôi. Là cái nơ dày. Kim Diến hay làm 101 xanh có nè. Từ từ để lên lại cái nơ cho mọi người coi. Mẫu sọc ngang phía sau là gì vậy ta? Cái gì vậy cái này hả? Em hỏi chị nào giờ chị quá trời sọc luôn, chị không biết đường nào chị đứng luôn đây nè. Rồi. Cái đầm nơ nè mọi người là từ 40 cho tới 58-59kg đổ về cho em ha. Cái mẫu này là form baby doll cho em. Thấy không mọi người? Baby doll nè. Đằng sau nó sẽ hở lưng dài kèm cái nơ to. Mọi người thấy không? Đằng sau hở lưng kèm nơ to thì 58-59kg đổ về cho em là 165.000. Nhưng mà hiện tại giờ em còn có bao nhiêu đây màu thôi. Chị nào thà lấy thì em để luôn 160. Là còn màu tím, màu vàng nghệ với lại màu đỏ, màu hồng lợt nữa. Màu đỏ đậm, màu hồng lợt nè mọi người. Đó, chị nào lấy chốt đơn cho em. Em để cho mọi người là còn một chị An Nguyễn lên body hồng lên mà em cái số điện thoại luôn nha chị An Nguyễn ơi. Body hồng 101 đúng không? Body hồng là 101 phải không? Đầm yếm nhập ly chị hết. Đầm yếm nhập ly hết. Rồi cái set em đang mặc là chỉ còn màu hồng với lại màu đen thôi. Chị nào lấy thì chốt đơn cho em. Màu hồng với màu đen 145.000. Hồng đen 145.000. Bích Phượng lấy nơ tím 0909 là có đơn nè. Bích Phượng để cho em 160 luôn nè. Đó, mình lên từ từ vậy cho nó đỡ bị lắc. Mấy chị biết không, mấy chị dồn dập quá là em cũng không biết đường nữa. Tới lúc giao cho mấy chị á, là gọi là xếp gọn gàng đầy đủ hết. Nằm trong bao niêm phong hết cho nên mấy chị yên tâm. Về cái khúc đó ha. Chị An Nguyễn lên mà em xét mặt là 145. Em chỉ còn đen với lại hồng thôi chị gái ơi. Nãy sa tế cầm có dép. Có không? Đâu có, đôi dép của sa tế mang trong nhà đó. Rồi, qua mẫu luôn cho em nha. Qua mẫu đi, em sắp khùng rồi đây nè. Cái mẫu này đi, giờ em ngồi bóc đại mẫu này đi. Mẫu này cho em. Ây da, cái gì mắc tiền quá vậy? Đợi em xíu nha. Để em coi cái này cái gì cái. Cái này màu lên đẹp quá mà chưa biết cái gì nè mọi người. Trời ơi, em quăng sao mà nó che mất cái loa hết nghe luôn. Mọi người còn nghe nhạc không? Chứ em là không nghe rồi đó. Rồi để em coi này gì đó nha. Thấy cũng dễ thương lắm. Thấy len gân nha. Thấy len gân dễ thương. À, đây mọi người ơi, cái set này nè dễ thương không? Ống le hôm bữa mọi người hỏi em có về không? Thì tại vì em đợi cái lô hàng này của Hot Girl nó ra thì em cắt chung nè. Em cắt chung nè mọi người thấy không? Len gân nó sẽ co giãn về rất là ok. 57-58kg đổ về. Nguyên set này có 115.000 thôi. Tính ra một cái áo, một cái quần chưa tới 60.000 nữa. Nó sẽ có những màu chủ đạo như sau. Để em đưa cho mọi người coi để mọi người lựa nha. Đây. Má quá nhiều màu rồi giờ sao ta? Đợi em xíu, đợi em xíu. Giờ chốt lại màu. Chốt theo màu áo giùm em đi ha. Chốt theo màu áo nha. Áo này là áo hồng. Chốt cho em áo hồng nè. Rồi cái này là cho em. Cho em là xanh min đi. Bộ này là bộ xanh min. Rồi. Cái này là áo vàng. Áo vàng, áo lá mạ đó. Áo vàng cho em nha. Là sẽ đi chung với quần này. Nhớ nha. Chốt theo màu áo cho em thôi. Nhìn kèm cái quần thôi nha. Rồi áo vàng cho em nè. Áo xanh min nè. Áo hồng nè. Rồi cái này là full nguyên bộ coban nè. Full nguyên bộ coban. Rồi cái này là áo nâu. Áo nâu sẽ đi với quần này. Nhớ thì mà em được chưa?
trời luôn. Thông cảm gì cái quần đụng mông em nãy giờ em kéo ra kéo vô nó lên tới trên nóc luôn rồi đó mấy má. Bỏ qua cái quần đụng đít em nha, đừng quan tâm tới cái quần đụng đít của em. Đây, trời ơi cái áo là thấy đẹp rồi thấy không? Cái áo là thấy đẹp nè, áo đằng sau lưng nè. Chưa chỉnh sửa chưa gì hết luôn, chưa chỉnh cho đàng hoàng luôn á, chưa kéo cho đàng hoàng luôn nè. Mấy chị cái nào á mà muốn kín ngực á kéo lên vẫn được nha, chứ không phải là mặc đồ là phải lầu dúng rồi mới được nha mấy má. Rồi cái mẫu này co giãn cho em được chưa? Xinh không? Không le nè, hết chỗ đứng rồi, hết chỗ đứng rồi. Giờ phải dơ gần vậy cho mọi người coi. Đây nó sẽ là một set nha mọi người, để em sắn lên cho mọi người thấy nó là một set nha mọi người nha. Tại vì cái này kéo cao lên được ok lắm. Rồi chị nào lấy chốt đơn cho em theo màu áo nha mọi người, có 115.000 là nguyên set tách lẻ ra mặt được luôn ha, tách lẻ ra mặt giùm em. Rồi giờ chốt đơn. Mệt quá. Rồi phương đủ màu có nè, để riêng xuống đây. Phương đủ màu có nè. Rồi ok. Rồi chị nào lấy đủ chốt đơn cho em. Cẩm tiên mấy nâu có nè. Hình như em có 2-3 cục gì thôi à mọi người. 115.000. Cẩm tiên 115.000. Ủa cẩm tiên đúng không? Ừ đúng rồi 115 nè. Rồi kim tròn mấy áo nâu có luôn nè. Kim tròn áo nâu có nè. 115. Rồi chị An Nguyễn là đen hồng nè. Đen hồng là áo đen với áo hồng không chị? Em coi em còn áo đen. Em đâu có áo đen. Quên em đâu có áo đen đâu. Rồi chị An Nguyễn có được cái áo hồng trước kia nè. Chị An 115 nè. Rồi Tuyết Trâm lấy xét áo hồng có nè. Trời ơi xinh dễ sợ luôn á mọi người ơi. Mặc lên nhìn trong gương ấy xinh lắm. Nguyên xét xanh cô ba Nguyên Hồng Nghi có đơn. Nguyên Hồng Nghi nguyên set xanh cô ba. Rồi em hết nguyên set xanh cô ba này nha, em chỉ còn áo vàng quần xanh thôi. Rồi Nguyên Hồng Nghi có đơn nè, chị nào có đơn inbox cho em số điện thoại địa chỉ nha mấy chị nha. Kim Tròn có rồi, cô banh full em hết rồi. Vậy tỷ ơi đổi màu em nha. Lily Nguyễn lấy nâu có nè. Rồi vậy là em hết set nâu luôn. Rồi Lily Nguyễn có nâu 115 nè. Áo nâu hết rồi Bảo Châu ơi, hết áo nâu rồi mấy cô gái ơi. Có áo nâu rồi, còn áo này đi. Chốt cho em áo này cũng xinh lắm nè. Áo xanh miên quần bơ, đẹp lắm. Rồi, Nguyễn Ngọc Phương lấy áo xanh dồn. Đây áo xanh đây, Nguyễn Ngọc Phương có áo xanh nè. 115.000 vui vẻ luôn mọi chị em mình. 57-58 cái đủ về được. Thanh Tuyền hết áo nâu, hết áo nâu. Em còn áo hồng quần xanh. Áo này cũng xinh nè, áo xanh. Nguyễn Ngọc Phương áo xanh rồi cô gái ơi. Đây không nhầm bà kia là sao, để tôi lấy lại của bà An Nguyễn ra luôn. Rồi nhầm nha xả đi, đợi tôi dơ tới mẫu ô vuông đen hồng phải không? Ok rồi, bà An có đen hồng nè. Rồi đợi tôi 5 giây nè, tại biết sao tôi đang dơ mẫu này mà nó nhảy lên comment ngay mẫu này á nên chốt quá mấy bà. Mấy bà phải ghi đúng cho tôi, ví dụ như cái mẫu đó nó có đặc điểm như thế nào thì tôi còn biết, tôi mò nha mấy bà. Chứ mấy bà ghi không không vậy đó, nó trùng nó dính nhau hết là tôi không biết được, tôi mò á. Rồi bà An Nguyễn Hải này phải không? Có liền. Rồi bà nào lấy chốt đơn cho em cái mẫu này nữa không? Mẫu em đang mặc nè, mẫu em đang mặc là ống le nha mọi người. Mẫu em đang mặc là ống le đó. Xem mấy body có luôn. Chờ 5 giây cho mọi người coi cái màu này cái đã. Đây mọi người coi màu xanh này là xinh ghê không? Hàng này hàng Trung Quốc, nói thẳng ra hàng Trung Quốc rất là đẹp luôn. Hàng Trung Quốc là bữa giờ bán ầm ầm luôn mọi người thấy không? Đó cái ống le của nó xinh lắm đó, thấy không? Hàng Trung Quốc bán rất là được, tại vì hàng Trung Quốc nó rất là nhiều mẫu, nó lên mẫu cho mình mà vải nó cũng đa dạng nữa. Trời ơi mọi người mà thử qua Trung Quốc một cái thôi là mọi người thấy khỏi có chê được luôn. Hãng thời trang của nó là khỏi chê luôn. Rồi caro đó là cái gì? Xanh coban len của tôi là gì bà? Bà nhắn gì vậy? Rồi để em cột cái này cái qua mẫu nha. Em đang cần mấy kiểu váy body. Rồi đợi xíu. Body hồi nãy còn không mọi người? À body còn một cái cột cổ. Còn một cột
view dữ lắm. Rồi bây giờ em qua mẫu này cho mọi người coi nè. Mẫu body, mẫu váy nè. Mẫu có chân váy mà body tiếp luôn ha. Đây đây, mẫu này nhiêu đây? Rồi mẫu này bán luôn 79.000 vui vẻ chị em mình đi. Bán luôn 79.000 vui vẻ chị em mình nha. Đây, em có ha 3 màu độc quyền của Hot Girl thôi. Tại vì hàng này là hàng bán vui vẻ chị em thôi. Ủa 2 màu à, 2 hay 3 ta? Đây chốt cho em 79.000 nha. Nguyên Hồng Nghi có đơn rồi chị gái. Nó sẽ kèm một cái áo như vậy cho em ở trên. Đó, cái này ở trên đây coi giãn nhẹ nha, 55kg đổ về cho em. Với lại một cái chân váy bán luôn với chị 79.000 cho em, 55-56kg đổ về cho em thôi. Áo cam là đi với lại chân váy trắng. Áo đen chốt đây màu áo nha. Áo cam là đi với chân váy trắng. Áo đen đi với chân váy xám. Áo trắng đi với chân váy đen. Áo trắng là đi với chân váy đen nha. 79.000 bán luôn, 79.000 bán luôn nha mọi người. Xinh lắm. Hàng này hôm bữa về một lần rồi. Đó, nó sẽ làm vậy. Nguyên một set vậy. Đó, dễ thương không? Cái set này là hàng của cái gì? Đàn Ngân Châu. Set này là hàng của Đàn Ngân Châu nha mọi người. Rồi bà nào lấy chốt đơn cho em. Trời ơi, nhạc hát cái gì vậy trời. Đủ màu nè, ok nè. Rồi đủ màu là chốt cho Quỳnh Rôn nè. Rồi bán cho mọi người là chỉ có 79.000 thôi mọi người ơi. 79.000 thôi. Bà nào lấy chốt đơn cho em 79.000. Trần Tê Nhi lấy áo đen có nè. Trần Tê Nhi nè, 79.000 luôn, quá rẻ đúng không mọi người? 79.000, 55-56 cái đủ về. Áo cam là Hany có đơn nè, Hany Nguyễn có đơn nè. Rồi 79 bán luôn, bán lấy tương tác. Đen trắng là Trần Tê Nhi nè, có đơn nè. Chốt theo màu áo cho em là được nha. 79.000. Rồi váy trắng là Liễu Trắng. Váy trắng. Trắng váy đúng không? Trắng váy là màu cam. Trắng váy là màu cam, áo cam. Rồi đủ màu là Phương Phương có nè. Rồi chờ em tí mọi người ơi, chờ em tí. Đây đủ màu Phương Phương có đơn nè. Rồi em còn cục nữa là hết nha mọi người nha. Mẫu này 79 cục nữa là hết. Bán lấy tung tác cho mọi người luôn. Xét le cô ba
chốt cho Mỹ Học là sếp chị đang mặc có đơn có mẫu khác nha. Có màu khác, đợi xíu. Còn trời ơi, Mỹ Học này nó nhắn nó còn tẻ ra nữa, làm tôi chốt đơn tức ghê á. Rồi, sếp đang mặc là có áo hồng quần xanh. Rồi, áo xanh min. Đây, áo màu xanh min, quần màu bơ. Áo màu vàng lá mạ, quần là xanh coban. Với lại màu bem đang mặc thôi. 115.000, 56, 57 cái độ chơi lộn, 55, 56 cái độ về mặc được. Ok ha. Rồi Rin lấy áo đen 79 có đơn nè. Rin áo đen 79 có đơn nè. Rồi chị nào lấy chốt đơn cái mẫu 79 với lại mẫu 115 là nó khác nhau nha mọi người nha. 79.000 là còn áo đen áo trắng, chân váy nó khác nhau ha. Set lay áo vàng Hany có nè, Hany Nguyễn có đơn nè. Mấy cái này á, là người ta đã phối màu hết trơn rồi, cho nên nó làm bận vô là mấy chị thấy cái sự khác biệt liền, được chưa? Rồi chốt sẽ đang mặc luôn, ok luôn, tới chị liền. Rồi chị nào lấy nữa chốt đơn mấy mẫu này để em xếp lại cái đống này cái nè. Giờ đồ quá nhiều em sắp bị stress rồi nè. Rồi qua mẫu luôn giùm em nha mấy gái nha. Giờ lại mẫu vừa rồi chết mẹ tôi nữa rồi. Giờ lại mẫu vừa rồi là mẫu nào vậy người yêu ơi? Mẫu nào nãy giờ cũng mới dơ chứ. Rin lấy áo hồng có đơn. Rin có set hồng luôn. Mẫu đang mặc hay là mẫu 79.000? Báo giùm giá tiền mới biết nha người yêu nha. Rồi Rin có áo hồng rồi nha. Em đợi giấy váy body. Rồi chị quên á, I'm sorry em. Đây còn cục này để chị lên luôn liền tay. Cục cái này nhanh lắm. Rồi mẫu này em còn những cái nào mà em còn á chị em, thì xíu nữa em sẽ đăng hình lên cho mấy bà yên tâm. Xíu nữa mà em có tắt like em vẫn đăng hình cho mấy chị. Đây, mẫu này em còn. Em còn cục này. Bán luôn, bán sale cho mấy chị luôn. 105 đúng không? Nãy bán 105 mà rớt cục giờ bán luôn cho mấy chị là 99.000. Rớt cục bán cho mấy chị là 99.000. Mẫu này bô rip co giãn cho em. Free size từ 40 cho tới 59-60kg mang cũng vừa. Được cho mọi người. 59-60kg cũng vừa. Cột cổ đơn giản như vậy. Với lại chất liệu bô rip là quá đẹp. Bán luôn cho mấy chị 99.000. Vải cực kỳ đẹp, mặc lên là thấy mịn, mặc lên là thấy mịn liền ha. Rất là xinh luôn. Cột cổ xinh vô cùng, 99.000. Rồi bây giờ hiện tại là em có bao nhiêu đây màu? Chị nào lấy thì chốt đơn giùm em cho nó hết luôn. Màu xanh coban nè, màu nâu nè, màu lá nè, màu bơ, màu trắng nè, mọi người thấy không? Rồi, màu vàng. Màu vàng, màu đen là Trần Tây Nhi lấy rồi nè. Vàng, hồng đậm, cam. Vàng, hồng đậm, cam, mọi người thấy không? Đó. Tại vì cái bao này nó trơn quá. Nó trơn quá em không có dơ lên hết được. Nó rớt lỗ tùm lum là lộ mẫu lại rớt mẫu nữa. Xíu nữa lại phải sale. Rồi Trần Tây Nhi 99 có đơn. Chị nào lấy body hết đen rồi đổi màu đi mọi người ơi. Trên chân có nhiêu đây thôi, không có nhiều luôn. Tại nãy bị rớt á. Khánh chân có bơ nè. Khánh chân 99 có nè, cho nên sale luôn đó. Nguyễn Ngọc Phương lá có đơn nè. Nguyễn Ngọc Phương lá 99 có đơn nè. Từ 40 tới 60kg dương xăng luôn kìa em. Mà sale còn 99.000 thôi. Cái hàng này mắc tiền lắm. Set đang mặc là 115 nha Hà Mỹ Linh hết đen. Áo chị đang mặc nguyên set. Rồi em còn màu bơ nè. Màu bơ, màu nâu, hết xanh lá rồi Châu ơi. Hết xanh lá rồi Liễu Châu. Màu coban nè. Màu nâu nè, màu trắng nè. Màu vàng, màu hồng đậm. Với màu cam. Rồi sale còn có 99.000, quá đẹp luôn mọi người. Xuất sắc luôn, phải nói là rất đẹp luôn mọi người ơi. Hết xanh lá rồi. Có một cái à, mỗi màu có một cái mới nghẹt ngã đó. Rồi chị nào lấy chốt đơn cho em mẫu đầu tiên còn hai màu, màu hồng baby với lại màu hồng baby với lại màu gì ta, màu xanh min. Hồng baby với xanh min đó mấy bà, đợi kêu tôi lấy ra xong rồi, giờ tôi lấy ra xong mấy má chưa lựa hết nữa, qua mẫu rồi nè. Chờ em xíu mọi người ơi, để em còn cái này lại cắt trơn quá. Set đang mặc có luôn 115.000 mấy chị ơi, 56-57 cái đổ về, đợi em tí. Em còn cái này cho nó khỏi đổ, cái rồi em lên màu cho mấy chị coi nha. Set đang mặc là em còn màu em đang mặc nè. Áo xanh min, quần bơ. Với lại áo vàng, quần coban đẹp lắm nè. Đây, áo xanh min, quần bơ nè mọi người. Thấy không, áo xanh min, quần bơ. Còn nguyên set em đang mặc luôn. Rồi, set áo áo lá mạ, quần áo vàng nè. Áo vàng, quần xanh coban, được chưa? Em sắp bị cà lăng rồi đó. Em bán nãy giờ sắp bị cà lâm rồi đó. 55-56 cái độ về giùm em. Cái này là nguyên set ống le luôn, mình tách lẻ ra mình mặc được, chứ không nhất thiết là mình phải mặc cái quần này chung với áo này. Mà 115.000 mà chia ra
rồi chốt được mỹ học nè. Rồi giờ là tôi hết nâu luôn á mấy má. Set lay áo xanh quần bơ có luôn nè, honey có luôn nè. Đó, đơn giản dễ hiểu không? 115.000 vui vẻ chị em mình. Trời ơi, bán để giống như là gọi như là gọi là sao ta, kiếm tương tác á, cho vui chị em mình thôi đó, chứ ngồi không buồn lắm. Sao vụ gì? Phụ. Phụ có phụ không? Chứ qua đây làm gì? Mày tao tưởng mày tốt bụng lắm, mày qua mày phụ tao, mày thấy nó ngủ vậy không? Mà mày không phụ tao nữa. Rồi, em lên cái mẫu này dập ly cho mọi người coi. Kim Ngân hết set rồi, Kim Ngân hết set nâu rồi, đổi màu chị nha. Hết set nâu rồi, em bán nãy giờ bị dơ. Trời ơi, cái set này em vẫn còn. Đây, cái đầm hồi đầu like nè mấy chị ơi. Cái đầm đầu like em còn một cục nè, rớt lại một cục nè mấy bà. Chị nào lấy chốt đơn cho em cái đầm đầu like nè, 115.000 nè. Màu đen, màu bơ, màu nâu, màu hồng với màu xanh. Đây, cái mẫu nó như vậy đây. Cái mẫu nó như vậy đây ha. Bà nào lấy chốt đơn cho em. Bởi vậy em nói hả, cho con chồng em để đồ ngu lắm. Đó, body đẹp lắm luôn mọi người. 58-59kg đủ về mặc vừa cái body này luôn. Nó giãn vậy nè mọi người. Em kéo cái eo của nó luôn á, mà nó không bao giờ bị mỏng giải luôn. 115.000 vui vẻ luôn. Đó, đầu like bán vậy đó. Lên body đẹp lắm. Có màu đen, màu xanh, màu hồng baby, màu nâu, màu bơ. Còn rớt lại cục đó, coi chịu nổi không. Bán lần nào mà sót lại cái là khó bán vô cùng luôn. Hà bán vô một lần rồi. Mấy bà còn thấy em không vậy mấy bà ơi? Hay để tôi qua đây mới. Đây nè, body nè mọi người. Đó, nguyên set em đang mặc còn luôn nha chị gái. Biết sao không, mấy bà đó chuẩn bị về nhà, em đợi canh đồng hồ thêm tầm 5-10 phút nữa em qua đây mới được. Rồi, body nâu là ngọc hồng ngô có nè. Phải nó ơi, tụng má, phải nó không? Ơi, đợi em xíu nha, hình như nó không phải nó nha. Không phải nó nữa nha. Mấy bà chốt cái này là cái mới nữa nha. Không có đụng hàng luôn nha. Cái này nó cũng da giống giống vậy mà này nha. Mấy bà ok, tôi chốt nha. Giờ tôi chốt cho mấy bà này luôn nha. Cái này lỗi tôi nữa rồi đó. Lỗi xuống chứ mà lấy tôi nữa đó. Rồi, body nâu tôi chốt là mẫu này nha mấy bà. Còn mẫu 2 giây nãy là khác nữa, 101 nha. Còn cái này vẫn 115.000 bán luôn cho rồi đi. Hà Mỹ Linh lấy đen có nè. Nó cũng xem nhau, nó cũng giống giống nhau. Nhưng mà cái này đẹp hơn. Đẹp hơn nữa. 115. Rồi, ánh hằng một đen có đơn nè. Ánh hằng 1397 có đơn nè. Cái này đẹp hơn nữa mọi người. Cái này như xưởng đua lộn nữa đó. 115 vui vẻ chị em mình. Linh linh nâu hồng có nè. Rồi vậy là em còn bơ hồng với xanh miên 115 nha. Còn mẫu 2 giây 101 nãy vẫn là 101 nha mọi người nha. Rồi linh linh 115 có đơn nè. Linh linh 115 có đơn. Rất đẹp luôn, siêu đẹp. Thánh Như hết nâu còn 3 màu vui vẻ nè. Mẫu mới nha, còn 3 màu này nữa. Lấy xanh nào, Linh lấy xanh nào vậy? Đen bơ nâu. Không có đen bơ nâu rồi, giờ còn bơ hồng xanh được không? Còn bơ hồng xanh nha, bơ hồng xanh nha. Chứ giờ không có đen bơ nâu, còn cái bơ với cái xanh nữa là hết. Mẫu này siêu chạy luôn á, bán rất là chạy luôn á. Bán cực kỳ chạy luôn mà lộn á. Còn cái bơ, cái xanh miên nữa mà lấy luôn giùm em cho hết đi. Cái bơ, cái xanh miên nữa là hết. Đó. Rồi xong, bé Khánh Như nữa. Chết rồi, giờ tôi không biết cái nào vậy ta ha. Chị em ơi, chị em lấy luôn giùm em được không? Rồi xong, chị không biết được.
chứ giờ em không biết rồi. Rồi bây giờ bà nào lấy chốt nhắn inbox cho em đi. Bà Honey á, nhắn lại cho tôi cái mẫu kêu là cái mẫu gì ta, mẫu tết bính kia đó, không phải mẫu đầu like là tôi biết rồi đó. Rồi mấy bà kia, bà nào bỏ ra tôi ghi qua cho bà nha. Bà nào ghi ấy thì tôi ghi qua cho bà nha. Rồi qua mẫu nè mấy chị ơi, chứ để giờ cứ sàn ràng ngoài có mẫu nó không được. Cái này mấy cục này vẫn còn nữa, tức ghê không, nãy giờ cứ bị trùng nha hoài. Rồi mấy chị chờ em xíu qua mẫu nha mấy mọi người ơi. Hàng để xếp đồ bực mình ghê luôn á. Mới mặc hình như còn mấy bạn nào mà lấy thì nhắn inbox cho em nha. Tại giờ khách em không nhớ khách lấy gì, có mấy khách xả ra mà chưa biết. Rồi mẫu đang mặc là có màu đang mặc nè. Rồi áo vàng quần xanh coban, áo này ghi là áo gì giờ ta, áo xanh min quần bơ đó, còn bao nhiêu đây màu 115.000 nha. Rồi bà nào không lấy cứ nhắn inbox cho em đi. Để xíu em tính tiếp chứ giờ em quải quá. Rồi em qua mẫu tiếp theo đi cho nó nhanh, chứ cứ xà rần vậy hoài mất khách hết trơn ha. Đó, có vậy thôi. Rồi chốt cho em cái set này, set dập ly. Cái này nhiêu tiền vậy ta? Rồi set dập ly. Honey không biết nữa, để xíu nữa coi mới biết. Rồi đầm này dập ly hàng Quảng Châu cho em, từ 40 cho tới 60kg, dễ thương không? Rồi đầm này bán tương tác coi như xả dí cho mấy chị, 119.000 bán luôn. Bây giờ em có màu cam, màu kem, màu nâu. Màu cam, màu kem, màu nâu với lại màu xanh coban. Màu xanh đậm luôn á, màu xanh đen luôn á. Xanh đen luôn, trắng da lắm nha. Rồi nó sẽ có những màu như sau. Màu kem nè, màu kem là màu tây nè, màu rất là tây luôn. Rồi màu xanh đậm nè, rồi màu nâu nè, với lại màu cam. Xả luôn 119.000 bán luôn cho mấy chị luôn. Lấy set hồng Dương My, set hồng đang mặc có luôn. Đó, xả luôn 119.000, từ 40 cho tới 60kg mặc được nha. Chứ nãy giờ em bán nãy giờ mà nó cứ cà chập cà giật hoài. Rồi để em đi thay cho mọi người coi nha.